Comment giùm em đã chia sẻ nhá để em biết này các chị này. Rồi chị nào đang xem live cho em một nút chấm nào. Trời ơi, chào chị Lê Hạnh nha. Việt Nam có nhưng chị Triệu Phú ơi, nhưng mà em chưa có like chị nhá, chào chị An Trâm này. Rồi chị nào đang xem live chấm lên tương tác của em nào chị ơi, chấm chia sẻ bài giùm em. Chào chị Cẩm Tú Trần này. Rồi em chào mọi người nha, chào chị Hào Chu Thị này. Rồi chào chị Nguyễn Thị Hương ạ. Rồi chị nào mà đã chia sẻ thì comment giùm em đã chia sẻ nha các chị ơi. Chấm mai chia sẻ lên giùm em đầu like em sẽ bàn với con em đang mà là với giá 99k thôi nha các chị gái nhá. Nên là chị nào mà đã chia sẻ thì comment giùm em đã chia sẻ để em biết nha. Một con dạ hội nha, đầu like một con dạ hội này cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Chấm mai chia sẻ lên giùm em này. Rồi cảm ơn chị Thùy Dung Phạm nhá. Cảm ơn chị Hào Chu Thị này. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu luôn nha. Em sẽ không đợi các chị đợi lâu này. Rồi chào chị Trần Thị Hương nhá, chào chị Trúc Thi này, chào chị Minh Minh nha. Chào chào Subo này. Rồi em sẽ bắt đầu luôn nha các chị gái nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm 60 kg đổ lại mang vừa luôn nha. Chất liệu vải co giãn được nhá các chị gái nhá. Rồi 60 kg đổ lại mang vừa luôn ạ. Rồi lên xem em mã vàng nhá các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã vàng không đồng kèm số điện thoại giúp em ạ. 99k em lộn, 99k 99k nha các chị ơi, 99k này. Comment giúp em mã vàng kèm số điện thoại giúp em nha. 99k mã vàng kèm số điện thoại giúp em ạ. 99k mã vàng kèm số điện thoại giúp em nha các chị gái nhá. Cực kỳ đẹp luôn này các chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Mã vàng 99k. Xin chào mọi người nha. Hàng này thì nói chung là số ký nào cũng mặc vừa nha chị. 48 kg đến 54 kg, 56 kg đều mặc ok hết nha. Eo chị nào từ 84 đổ lại là mặc đẹp nha. Hôm nay em sẽ lên zoom nha. Lên zoom ạ. Lên zoom, lên dạ hội và có cả áo dài 3D cho các chị nha. Lên mọi người nhanh tay chấm lên cho em ạ. Hôm nay và giá nó sẽ hạ nhiệt hơn đợt trước nha. Rồi mã vàng 99k em chúc cho chị Mơ Nguyễn này. Vàng 99k chúc chị Mơ Nguyễn nha. Còn đó là em sale đầu like cho các chị nha. Các chị cố gắng chia sẻ lên giúp em. Và phải nói chung là có hàng đi kèm để em mới ship đơn được nha các chị ơi. Rồi chấm lên tương tác lên cho em ạ. Vàng 99k của chị Mơ Nguyễn. Rồi bắt đầu em bán hàng luôn nha chị ơi. Em bắt đầu bán hàng nha. Rồi một con siêu đẹp như thế này nhá. Rồi vest nam rồi ok chị nha. Ok chị Triệu Phú này. Rồi một bộ vest một bộ zoom siêu đẹp như thế này. Chị nào 56, 57 kg đổ lại vừa cho em nhá. Hôm nay em bán đồng giá. Bình đợt trước là em bán 270k nhưng hôm nay em bán đồng giá cho các chị với giá 250.000 nha. Rồi 250.000 chị nào ghim giúp em là đồng giá giúp em 250 nha. Con là áo dài thì em sẽ báo giá sau. Chào chị Phạm Hằng này. Rồi nhanh tay cho chị là mã dung đỏ cho em nè. Các chị ơi dung đỏ cho em nha. 57 kg đổ lại một vừa cho em nhá. Cho chị là mã dung đỏ cho em chỉ có 250.000 thôi ạ. À. Đính kết siêu đẹp luôn, toàn bộ là đính kết bằng chỉ nhá. Không có sợ bong chóc gì đâu ạ. Và cái chất cái ống chân của nó cũng là ống đứng nha, rất là dễ mặc luôn. Hàng mới 100% nhưng mà cái giá của nó chỉ bằng hàng si thôi nhá. Rồi nhanh tay chúc cho em nha. Áo dài thì này em sẽ like xem kẻ nhá. Rồi chúc cho là mã dung đỏ cho em nha các chị ơi. Mã dung đỏ cho em ạ. Đồng giá 250k. Mã dung đỏ. Ai lấy comment cho mã dung đỏ cho em nha. Rồi một con dạ hội màu kem nha các chị gái nhá. Con này chị nào mà cỡ tầm từ 48 tới 56 kg đều được nha các chị gái nhá. 48 tới 56 kg đều được. Rồi lên xem em mã cam kèm số điện thoại cho em nha. Chỉ có 250k thôi nha. 250k cho em mã cam này. Mã cam kèm số điện thoại cho em nha các chị gái nhá. Eo 84 đổ lại luôn nha các chị yêu nha. Rồi lên xem em mã cam này. Mã cam kèm số điện thoại cho em. Lên cho em ạ. Hôm nay em like cả áo dài, cả dung, cả nói chung là tùm lum cho các chị luôn nha. Rồi con này ạ, size L cho em 52 kg đổ lại vừa cho em nhá. Size L này các chị này 52 kg đổ lại vừa. Ai lấy cho em tay cho là mã bi vàng này các chị này. Rồi mã bi vàng cho em 52 kg đổ lại vừa cho em nhá. Rồi size L cho em là mã bi vàng cho em. Con này em sale các chị với giá 160k. Bi vàng 160 nha. Ở đây nó có phối hoa siêu đẹp luôn. Bi vàng 160k cho em 53 kg đổ lại vừa cho em ạ. Cho em là mã bi vàng nha. Áo dài là 160k cho em nha. Rồi bi vàng 160. Ai lấy cho em mã bi vàng cho rồi em một con cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nhá. Con này chị nào tầm 48 đấy. 48 tới 56 kg đều đẹp nha các chị gái nhá. Tay này tay phòng cực kỳ dễ thương luôn nha. Đồng chị giá 250 nha chị ơi. Đồng giá 250 ạ. À. Rồi 250k cho em mã vàng ngọc. 250k mã vàng ngọc kèm số điện thoại giúp em nha các chị gái nhá. 250k cho em mã vàng ngọc. Trời ơi cực kỳ đẹp lắm luôn các chị yêu nha. Các chị nhìn tay là cực kỳ dễ thương cho này. Rồi lên giúp em mã vàng ngọc 250k nhá. Rồi chấm lên tương tác lên cho em nha. Trời ơi hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp nha các chị ơi. Em mới về luôn á.
Rồi cái này một con hồng ruốc siêu đẹp nha, nhôm hồng này các chị nè, nhôm hồng dành cho chị 55 57 kg đổ lại một vừa cho em nha. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. Rồi chốt nhanh tay cho là mã nhôm hồng cho em nha các chị ơi. Nhôm hồng hôm nay em sale chỉ có 250k. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho là mã nhôm hồng này, màu này là màu hồng ruốc nha. Cực kỳ sang luôn. Ai lấy comment cho là mã nhôm hồng cho em ạ, 250 kèm số nhá. Nhôm hồng giúp em 250k, mã nhôm hồng kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng new 100%, chất thun mỹ nha. Rồi co giãn rất là tốt luôn ạ. Rồi vàng ngọc dồn đơn chị Mơ Nguyễn nha. Ai lấy chiếc nhanh tay cho là mã dung hồng này các chị này. Trời ơi cái ống của nó các chị mặc cái đeo gót lên là quá xinh luôn nha. Rồi chiếc là mã dung hồng cho em ạ. Dung hồng cho em 250k mã dung hồng này. Dung hồng cho chị Cẩm Lê Nguyễn nha. Rồi một con siêu đẹp luôn nha các chị gái nhá. 48 tới 56 kg đều đẹp nha các chị yêu nha. 48 tới 56 kg đều đẹp. Rồi lên giùm em mã kim sa này, cổ của đỉnh kim sa nha mọi người nhá. Rồi lên giùm em mã kim sa nha các chị yêu nhá. Rồi cho em mã kim sa này, mã kim sa giùm em 56 kg đổ lại mang vừa ha. 56 kg lại mang đẹp cho em mã kim sa. Chấm bài và tương tác lên cho em nha các chị ơi. Rồi dung hồng của chị Cẩm Lê Nguyễn này. Rồi em chuyển hàng chưa để chị đặt tiếp à, chị ơi à, chị hình như là chưa chuyển đấy chị ơi, đặt thêm đi. Hôm nay hàng về rất mới rất là nhiều luôn này. Trời ơi dung đen siêu đẹp chị nào, 55 57 kg đủ lại một vừa nha. Đi làm đi tiệc bao sang luôn. Chốt cho là mã dung đen cho em nha. Đẹp xuất sắc nha các chị ơi. Vừa y luôn nha chị Cẩm Lê Nguyễn ơi. Vừa y luôn ạ. Con này có độ co giãn nên chị nào 57 kg đủ lại mà ok hết giúp em nha. Rồi chốt cho là mã dung đen cho em ạ. 250k mã dung đen nha. 250k mã dung đen cho em. Trời ơi nó đẹp quá chị ơi. Dung đen 250 tất cả là đính kết nhập nha các chị ơi. Rồi dung đen giúp em 250k mã dung đen nha. 250 mã dung đen. Ai lấy chiếc nhanh tay cho là mã dung đen giúp em 250 nha. Rồi mà con cực đẹp nha các chị gái nhá. Con này 48 tới 56 kg đều được ạ. 48 tới 56 kg đều đẹp nha các chị gái nhá. Rồi lên giúp em mã số 10 này, 250k cho em mã 10 nha các chị gái nhá. 250k cho em mã 10, mã 10 250k nha các chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chị Thi Nguyễn nha. Cảm ơn chị Thi Nguyễn này. Rồi con này một con áo dài họa tiết là các chị này, size L cho em nha. 52 kg đổ lại một vừa cho em ạ. 52 kg đổ lại một vừa. Ai lấy chiếc là mã họa tiết cho em 150k. Mã họa tiết nha, chất lụa thái siêu đẹp luôn, 150k cho em ạ. Ai lấy chiếc là mã họa tiết giúp em ạ. 150 kèm số điện thoại nha. Size L này các chị ơi, 53 kg đổ lại một vừa. Dung đen em chiếc cho chị Thi Nguyễn nha. Ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha. Đơn của chị Nhị Hoa đi chưa? Đó là comment cho mã họa tiết cho em. Họa tiết nha các chị ơi, họa tiết siêu đẹp luôn. 150k size L nha các chị ơi. Mã họa tiết này 150, họa tiết 150. Rồi một con hồng ngọc cực kỳ đẹp luôn ạ. Con này chị nào từ 48 tới 56 kg đều đẹp nha. 48 tới 56 kg đều đẹp cho em mã hồng ngọc 250k này. 250k cho em mã hồng ngọc nha các chị yêu nhá. 250k cho em mã hồng ngọc cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi mã hồng ngọc 250 nha. Rồi đặt tiếp đi chị Nhị Hoa ơi. Có gì em sẽ đi đơn sau cho chị cũng được. Nếu mà đi rồi còn chưa đi thì em sẽ dồn đơn nha. Rồi lần lên một con dung rêu này. Trời ơi đẹp quá. Rồi chị nào 57 kg quay đầu cho em nha. 57 kg quay đầu. 48, 57 kg quay đầu cho em. Trời ơi nó đẹp quá. Rồi ai lấy con này comment cho mã dung rêu. Mỗi thứ em chỉ có 1 đến 2 con thôi nha. Rồi dung rêu cho em. Ai lấy comment cho mã dung rêu này. Đẹp xuất sắc luôn. Chị Râu Huyền ơi chốt liền con này cho em nha. Đợt trước không có cái mẫu này đâu. Rồi dung rêu cho em ạ. Ai lấy chiếc xe mã dung rêu này chỉ có 250k. Một con dung các chị có thể là đi chơi đi tiệc à, nói chung là bao sang chảnh cho các chị nha. Rồi vàng ngọc của chị Hoàng Tuyến nha. Vàng ngọc của chị Hoàng Tuyến ạ. Vàng ngọc hình như còn á. Ai lấy comment cho là mã dung rêu cho em nha. Rồi mã dung rêu. Dung rêu cho em. Ai lấy chiếc xe mã dung rêu cho em nha các chị ơi. Rồi vàng ngọc của chị Hoàng Tuyến nhá. Dung rêu giúp em ạ. Dung rêu ạ. Dung rêu của chị Cẩm Lê Nguyễn nhá. Rồi con này 56 kg đồ lại mang vừa cho các chị gái nhá. 56 kg lại mang vừa cho em mã đỏ cực kỳ đẹp luôn này. 250k cho em mã đỏ nha các chị yêu nha. 250k cho em mã đỏ của đính ngọc nha mọi người ha. Rồi lên xem em mã đỏ 250k này. Rồi nói chung là 57, 58 kg đổ lại ok hết nhá. Rồi dung rêu ạ, à, dung rêu để em qua mẫu khác nhá, không biết là còn trong đó không. Rồi con này ạ, à, một con màu da, trời ơi, cổ đẹp quá. Rồi nó liên kết là phần cổ và phần eo như thế này nha. Rồi chốt nhanh tay cho là mã da cho em nè. Con này có múc ngực luôn nhá. Rồi mã da cho em ạ, à, 57 kg quay đầu này. Chốt nhanh tay cho là mã da cho em nha. Con này em chỉ có một con duy nhất thôi. Ai lấy chốt cho là mã da cho em. Da nha các chị ơi, da kèm số điện thoại cho em nha. Ai lấy chốt nhanh tay cho là mã da cho em này. Da kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Da kèm số này. À mã dung rêu, con này khác này. Rồi lên cái khác đi. Mã da cho em. Rồi con này chị nào 56 kg đồ lại mang đẹp nha các chị gái nhá. 56 kg lại mang đẹp cho em mã 20. Mã số 20 giùm em nha mọi người ha. Rồi lên giùm em mã 20 này. 56 kg lại mang đẹp cho em mã 20 nha.
54 kg năm vừa nha chị Kim Dung ơi, vừa nha. Chị 54 kg chị mặc đẹp luôn á. 52 54 kg mặc đẹp luôn cho em nha. Rồi mới lên áo dài. Em like cả áo dài nha. Em like cả xen kẽ cả áo dài, cả dung cả dạ hội cho các chị nha. Có dạ hội màu trắng không? Hình như là không có á. Dạ hội màu trắng rất là ít luôn. Không biết sao họ ít may màu trắng ta. Rồi cái này cho em ạ, size L nha các chị ơi. Trời ơi, một con họa tiết này. Rồi mã dạ hội này, dạ hội đỏ dồn đơn này cho chị Kim Duyên này. Dạ hội đỏ dồn đơn chị Kim Duyên. Rồi cái này size L cho em nha, đẹp chưa. Rồi chất là mã dài tím cho em ạ, 160k, dài tím 160. Ai lấy chất là mã dài, dài tím 160 có đơn áo chưa nay này? Chưa, chưa có. Ai lấy cái mã dài tím này các chị ơi, dài tím nha, có co giãn hết nha các chị ơi, có co giãn hết, co giãn đến 85-87 luôn nha. Rồi mã 20 đỏ này còn không, trước cho chị Minh Minh một con này. 20 đỏ còn trước cho chị Minh Minh một con nha. Ai lấy cái mấy mã tím cho em 160k, 53 kg đổ lạng vừa nha. Dài tím 160. Ai lấy cái mấy mã dài tím cho em 160k kèm số này. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, con này ba sang chảnh luôn nha các chị gái nhá. Kiểu dạng đuôi cá này các chị này, gọi kiểu dạng đuôi cá nhá. Con này chị nào 56 kg lại mang đẹp. 56 kg lại mang đẹp, trời ơi đẹp vậy này. Có 250k thôi nha các chị gái nhá. Rồi lên giùm em mã đen. Mã đen này 250k cho em mã đen tay cánh tiên nha các chị gái nhá. Rồi 250k cho em mã đen. Mã đen nha các chị gái nhá. Rồi đen 250 nhá. Rồi 43 kg, 43 kg chị mặc hơi bị rộng nha chị ơi. Chị mặc hơi bị rộng tại vì hàng này là size M. Chị nào size M, size L thì mặc ok cho em nha. Rồi một con dung dạng kiểu là áo sơ mi nha các chị ơi. Một con dung là dạng áo sơ mi nha. Rồi 58 kg quay đầu cho em ạ. Ai lấy chiếc là mã sơ mi cho em này. Rồi mã là dạng cổ sơ mi như thế này nha. Đẹp chưa? Rồi chiếc là mã sơ mi này. Mã sơ mi kèm số hiện tại cho em, dài tím của chị Hà Vũ nha. Dài tím chiếc cho chị Hà Vũ ạ. Ai lấy cái mã sơ mi cho em nha. Một con màu hồng da siêu đẹp luôn. 55-57 kg đổ lại vừa cho em ạ. Chiếc là mã sơ mi này. Cổ sơ mi siêu cưng luôn nha. Rồi cổ sơ mi cho em ạ. Mã đen của chị Kim Duyên. Mã đen của chị Kim Duyên nha. Rồi cổ sơ mi cho em, ai lấy cái bên tờ mã cổ sơ mi kèm số cho em nha. Cổ sơ mi kèm số điện thoại. Hết rồi, hết rồi, hết đỏ kia. Rồi cổ sơ mi, chuẩn bị cho chị đi. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, cổ đỗ này các chị này, một con cổ đỗ nha các chị gái nha. Con này chị nào 55 kg đổ lại mang đẹp nha các chị gái nha. 55 kg lại mang đẹp cực sang chảnh luôn này. Rồi lên xem em mã đỏ nha các chị yêu nha. 250k cho em mã đỏ 56 kg đổ lại mang đẹp nha. 56 kg lại mang đẹp cho em mã đỏ này. Mã đỏ nha các chị gái nha, mã đỏ giúp em. Đỏ 250, ai lấy comment cho em nha. Trời ơi, chị nào size S chốt liền con này cho em nha. Rồi size S là ai lấy comment cho em nha. 48-49 kg đổ lại vừa nha. Tại vì con này có độ co giãn nhẹ nha. Rồi con này size S, size M mặc vừa cho em. Lấy comment là mã cam cho em nha. Đẹp chưa? K160K, K160 này. Đỏ cổ đồ của chị mùa hè văn ạ. Ai lấy comment là mã cam cho em nha các chị ơi. 160k mã cam kèm số điện thoại cho em nha. K160, chị nào 48-49 kg quay đầu cho em. Chất là mã cam này, trời ơi đẹp quá. 160k mã cam kèm số nha. Rồi ai lấy cái bên trả mã cam. 160k mã cam kèm số nha các chị ơi. K160. Rồi con này 56 kg lại mang đẹp nha các chị yêu nha. Rồi lên xem em mã nu. Mã nu giùm em nha các chị yêu nha. Cho em mã nu cực kỳ đẹp luôn này. Chỉ có 250k nha. 250k cho em mã nu. Mã nu nha các chị yêu nha. Mã nu giùm em này. Rồi hai lời comment cho em nha. Rồi mã gì ạ? À? Mã gì chị Bích Ngọc chốt mã gì nha? Rồi mã chị chốt hàng lên mã lên cho em nha các chị ơi. Rồi trời ơi, một con dung đen bao chất nha. Con này 58 kg đổ lại, 56-58 kg đổ lại vừa cho em nha. Có độ co giãn rất là tốt luôn. Eo 85 đổ lại mà vừa cho em. Trời ơi đẹp quá. Nhanh tay chốt là mã dung đen cho em nha. Đẹp chưa? Dung đen nha các chị ơi, dung đen. Lấy comment nhanh tay cho là mã dung đen cho em ạ. Chỉ có 250k một con nha. Lấy chốt nhanh tay cho là mã dung đen nha. Rồi. Ok, ngày mai tìm cho, ngày mai có lô mới về này. Trời ơi. Hôm nay về được có mấy chục con thôi. Rồi mã 160 cam của chị Bích Ngọc. Ai lấy con này comment cho là mã dung đen này các chị ơi. Đẹp quá, xuất sắc. Rồi xuất sắc. Ai lấy comment cho em có lên số ở trên đó. Ai lấy comment cho là mã dung đen. Dung đen 160. Rồi con này 56 kg lại mang vui các chị gái. 250. Rồi, con này chị nào 56 kg lại mang đẹp. 56 kg lại mang đẹp cho giùm em mã số 2. Mã số 2 chỉ có 250k thôi nha các chị yêu nha. Mã số 2 lên giùm em mã 2 nha các chị yêu nha. Rồi một em size L này các chị ơi, một em size L dung đen đẹp mà các chị không chốt rồi các chị ơi. Rồi một con áo dài size L cho em nha, 53 kg đổ lại vừa cho em, trời ơi đẹp quá.
53 kg đổ lại vừa cho em 160k. Chị nào lấy trước tiên là mã tím cho em nhá, 160k này, trời ơi tím cẩm nhá. Rồi size L 53 kg đổ lại vừa cho em, trước tiên là mã tím cho em ạ, 160k kèm số điện thoại cho em nhá. Tím 160, ai lấy trước tiên tay cho là mã tím cho em ạ, 160k mã tím kèm số điện thoại cho em nhá. Tím hoa nổ siêu đẹp 160k, lấy trước tiên là mã tím giúp em, 160k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cài tím trên cây bao nhiêu, 250k chị Lina Ban Mê ơi, tổng giá 250 nha. Rồi con này 55 kg lại mang đẹp nha các chị yêu nha, 55 kg lại mang vừa, 55 kg lại mang vừa này. Rồi lên cho em mã nu nha các chị yêu nha, cực kỳ dễ thương này, tay phồng nhá. Rồi lên cho em mã nu nha các chị có này. Của chị có dạ hội đen rồi nha chị Kim Duyên ơi. Rồi lên cho em mã nu nha các chị ơi, cho em mã nu chỉ có 250k thôi nha. Rồi chốt hàng lên số điện thoại nha, chị Kim Duyên có dạ hội đen rồi nha, các chị lưu ý nghe kỹ cho em chốt nha. Rồi một con dung đỏ này các chị này, dung đỏ dự tiền sang chảnh cho em nha. Rồi 56 kg quay đầu cho em ạ, 56 kg quay đầu chất thun Mỹ nha chị ơi, chất thun Mỹ ạ. Rồi ai lấy con này comment cho là mã dung đỏ này các chị ơi, 250k nha. Rồi comment cho em nha, ok chị, ok chị Trần Phương ạ, lời chúc cho mã dung đỏ cho em nha. Ai lấy comment cho là mã dung đỏ cho em ạ, 250 kèm số điện thoại này, tím của chị Phương Thảo. Rồi chúc cho mã dung đỏ cho em nha, dung và dạ hội đồng giá 250 cho em. Ai lấy comment cho mã dung đỏ cho em ạ, 250 kèm số nha. Dung đỏ ạ, có áo 62 kg không, 62 kg chị hờ, nếu mà chị cao thì vừa nha. Rồi con này chị nào có tầm từ 50 này, 50 kg đổ lên mang vừa nha các chị yêu nha, 50 kg lại mang vừa này, 50 kg đổ lên mang vừa nha các chị gái nhá. Rồi lên giùm em mã vàng này, mã vàng 250k cho em mã vàng, vàng 250 giùm em mã vàng 250 nha các chị yêu nha. Vàng bẹp 3250 ai lấy comment cho em nha. Size S màu vàng hết của chị Bích Ngọc rồi nha, size S màu vàng của chị Bích Ngọc rồi nè. Rồi một em dạng cách tân này các chị này, size M cho em nha, cách tân size M cho em. Ai lấy comment cho mã cách tân xanh cho em nha. Xin chưa, 150k mã cách tân xanh ạ. 150 mã cách tân xanh cho em ạ. Con này là form lửng lửng cách tân cho em nha. Rồi cách tân xanh 150 size M này các chị này, 50 kg đổ lại một vừa cho em nha. Có dạo hội size S không có đâu, tại vì cái hàng này size M size L là chủ yếu này. Lấy comment cho em nha. Rồi mã cách tân xanh cho em ạ, 150k size M đổ lại cho em nha. Size S size M mặc vừa cho em, cách tân xanh 150. Ai lấy cho em mã cách tân xanh ạ? Con này giống con màu tím ở trên canh nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55 kg đổ lại thôi nha các chị yêu nha, 55 kg đổ lại này, 46 tới 55 kg luôn nha các chị yêu nha. Con này size nhỏ thôi này, 46 tới 55 kg mang vừa cho em mã đỏ 250k này, 250k cho em mã đỏ nha các chị gái nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Cổ này các chị này, phần cổ này. Rồi lên xem em mã đỏ này, 250k cho em đỏ nha các chị yêu nha. Rồi đỏ 250, ai lấy comment cho đỏ 250 cho em nha, chấm bài tương tác lên cho em nha các chị ơi. Rồi một con 3D size M này, siêu đẹp nha. Rồi size M cho em ạ, 52 kg quay đầu này, xuất sắc chưa, 52 kg quay đầu. Ai lấy comment cho mã 160 cho em nha, 160k kèm số điện thoại cho em ạ. 52-53 kg quay đầu ạ, trước trên tay cho em con này là phải là size L mới mặc được nha. Rồi trước trên tay cho là mã 160k, trời ơi xuất sắc chưa. Rồi mã 160 kèm số này, 160k trước trên là mã 160 kèm số điện thoại cho em nha. Mã 160 size M mặc ok cho em. Mã 160, ai lấy comment cho mã 160 nha. Rồi con này chị nào cũng từ 46 này, 46 tới 55 kg mang vừa nha các chị yêu nha. 46 tới 55 kg mang vừa này, điểm nhấn là phần eo ạ. Rồi lên giúp em này, cho em mã đen nha các chị gái nhá. 250k cho em mã đen. Đen 250 nha các chị yêu ơi, đen 250 giúp em ạ. Rồi mã 160 này, mã 160 của chị mùa hè Văn ạ. Size L không lấy à? Rồi ok. Rồi con là size L bỏ ra. Rồi con này nha các chị ơi, size L này các chị này, size L XL cho em ạ. Màu này cực kỳ sang nha các chị ơi. Size L XL cực kỳ sang, nó ghi là size màu. Rồi mã 160 của chị Thám Phạm nha. 160 của chị Thám Phạm này, đẹp chưa? Rồi nhanh tay cho em nha. Rồi mã nâu cho em ạ, size L cho em, 53 kg quay đầu nha. Trời ơi, xuất sắc. Rồi cho em mã nâu, đứng gần cho mọi người xem cái họa tiết của nó nha. Rồi cho em mã nâu cho em ạ, đen của chị Lê Nguyệt. Đen của chị Lê Nguyệt nha. Rồi mã nâu, ai lấy comment cho mã nâu cho em, xuất sắc luôn nha. 160k mã nâu 160 kèm số cho em ạ. Nâu 160 nha. Ai lấy chiếc xe mã nâu cho em, 160k kèm số điện thoại này. Nâu 160. Rồi con này 56 kg lại mang đẹp nha các chị yêu nhá. 56 kg lại mang đẹp, phải cho giùm em mã da này, màu da này các chị nhá. Rồi lên giùm em mã da. Mã da giùm em 250k cho em mã da nha các chị yêu nha. 250k lên giùm em mã da, da 250 giùm em ạ. Rồi mã nâu cho chị Liễu Trần, mã nâu trước cho chị Liễu Trần nha.
Rồi lên một con dung hồng siêu đỉnh nha các chị ơi. Dung hồng cho nhanh tay dần mã dung hồng cho em nha. Rồi 5-6 ký quay đầu cho em ạ. Rồi trời ơi nó đính kết nè. Xuất sắc chưa? Rồi cho chào mã dung hồng cho em ạ. Màu hồng rút nha. Rồi vàng 250 chị chuột bé chốt hàng lên số điện thoại cho em ạ. Alo comment chào mã dung hồng cho em nha. 250k con này đi tiệc bao sang chảnh luôn. Rồi chốt nhanh tay chào mã dung hồng cho em nha các chị ơi. Mã dung hồng 5-6-5-7 ký quay đầu cho em ạ. Chốt nhanh tay chào mã dung hồng cho em ạ. Con này có duy nhất một con thì phải. Rồi dung hồng cho em nha. 250k. Chốt chào mã dung hồng 250 này. Đen là cái nào? Đen chốt cho chị ạ. Chị ghê rồi. Còn thì như còn vậy ta đã. Rồi đen của chị Thảo Nguyên xanh nha. Để em tìm. Rồi con này chị nào cỡ tầm 56kg đổ lại mang vừa. 56kg lại mang vừa này. Rồi lên giùm em mã nu nha các chị gái nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Chỉ có 250k nha. 250k lên giùm em mã nu. Nu 250 giùm em này. Nu 250 nha các chị yêu nha. Dạ áo vàng hồi nãy cổ tròn hay cổ thuyền vậy? Dạ nó có cổ nhỏ nhá. Rồi dung hồng của chị Nguyễn Tám. Dung hồng trước cho chị Nguyễn Tám nhá. Để em coi còn con nào không nhá. Rồi một con bi cam nè các chị này. Bi cam cho em con này size L nhá. 53kg đổ lại một vừa cho em ạ. 53kg đổ lại một vừa. Ai lấy con này chắc là mã bi cam cho em nha. Đẹp chưa? Còn váy công chúa nhá. Chị ơi em mới like hồi trưa nay mà. Rồi mã bi cam cho em ạ. 160k. Đẹp xuất sắc nha. Size L cho em. 53kg đổ lại một vừa cho em. Còn bên nhanh tay là mã bi cam cho em nha. 160k mã bi cam này. 160 mã bi cam kèm số điện thoại cho em. Ai lấy chiếc nhanh tay là mã bi cam cho em nha. 160k mã bi cam. Bi cam kèm số này. Con nào là giống y như con này này. Rồi bi cam 160. Ai lấy chiếc nhanh tay là mã bi cam cho em nha. Cứ lưu vô rồi để thì nói. Rồi bi cam 160 lưu quyển thống. 160 mã bi cam. Rồi một con đen cực kỳ đẹp luôn nha các chị yêu nha. Bi cam 160 ạ. Ai lấy chiếc nhanh tay mã bi cam cho em. Rồi con này chị nào 56kg đổ lại mang vừa nha các chị yêu nha. 56kg lại mang vừa 250k cho em mã đen. Đen 250 giùm em này mã đen 250 nha các chị gái nhá. Rồi 56kg lại mang vừa cho em mã đen 250k mã đen giùm em ạ. Đen 250 ai lấy comment cho là đen 250 nha. Dung và dạ hội đồng già nha các chị ơi. Rồi một con là dạng cổ sơ mi nè các chị nè. Một con dạng cổ sơ mi nha. Rồi trước trên tay cho là mã đỏ đô cho em nha. 58kg quay đầu ạ. Rồi đỏ đô ai lấy comment cho là mã đỏ đô cho em nha. 58kg quay đầu cho em ạ. Trước trên tay cho là mã đỏ đô kèm số điện thoại cho em nha. Cổ sơ mi nha các chị ơi đỏ đô. Ai lấy comment cho là mã đỏ đô cho em nha. Đỏ đô 250k. Đỏ đô giúp em nha các chị ơi siêu đẹp luôn. Đỏ đô 250 ạ. À, có áo dài với size 70kg có luôn chị ơi. Rồi mã đen của chị Ngọc Ngọc nha. Đen của chị Ngọc Ngọc này. Rồi đỏ đôi cho em 250 nha. Rồi một con xanh đen siêu đẹp nha. Rồi một con xanh đen này các chị này cực kỳ đẹp luôn nha các chị yêu nha. Có đính ngọc này. Rồi chị nào 56kg lại mang đẹp cho em mã xanh đen. 56kg lại mang đẹp cho em mã xanh đen cực kỳ đẹp luôn nha. Chỉ có 250k này. 250k cho em mã xanh đen. Xanh đen 250 giùm em ạ. Rồi lên một em áo dài siêu cưng nha chị ơi, áo dài xanh này. Rồi con này size M cho em nha, 50kg đổ lại một vừa cho em. Trời ơi đẹp quá. Rồi size M 50kg đổ lại một vừa cho em. Ai lấy chiếc xe mã dài xanh cho em nha. Đẹp chưa? Ha, 160k dài xanh 160. Ai lấy cái xe mã dài xanh cho em nha, 50kg đổ lại một vừa cho em. Siêu đẹp luôn. 160k ai lấy chiếc xe mã xanh cô ban ạ. Xanh cô ban 160 kèm số điện thoại cho em nha. Xanh cô ban giúp em. 160k mã xanh cô ban kèm số điện thoại nha các chị ơi. Xanh cô ban 160. Con này giống như con ở trên kênh nha các chị ơi. Rồi con này chị nào 56kg đổ lại mang vừa điểm nhấn là cái phần eo nè các chị này. Rồi lên xem mã tím lên số điện thoại chị ơi. Rồi lên xem em mã tím nha các chị ơi. Cho em mã tím chỉ có 250k thôi nha. Xanh đen của chị Lê Nguyệt ạ. À. Mã dài xanh của chị mùa hè Văn nha. Rồi lên xem em này. Lên xem em mã tím nha các chị gái nhá. Rồi cho xem em mã tím. Mã tím cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho em mã tím ạ. À. Rồi tím ai lấy cho mấy cái mã tím này. Trời ơi một con xanh lá này. Size S cho em nha. Con này size S này. Rồi xanh cô ba của chị mùa hè Văn nha. Chị nào size S thì chốt liền con này cho em nha. Rồi chốt là mã hoa xanh cho em 150k. Hoa xanh 150. Chị nào size S thì chốt nha. Hoa xanh 150k này. Trời ơi đẹp xuất sắc chưa. Hoa xanh 150k. Chào chị Ngọc đẹp nha. Hoa xanh 150 size S nha các chị ơi. Hoa xanh 150. Ai lấy cho mấy cái mã hoa xanh giúp em 150k. Mã hoa xanh kèm số điện thoại cho em nha. Hoa xanh 150k. Ai lấy chốt nhanh tay là mã hoa xanh cho em ạ. Rồi con này 56kg độ lại mang vừa nha các chị yêu nha. 56kg lại mang vừa. Size XL toàn bộ là size XL hết cho chị Thưởng Phạm ơi. Rồi cho giùm em mã đỏ này các chị nhá. Rồi cho đây em mã đỏ này. Rồi 56kg lại mang vừa lên giùm em mã đỏ nha các chị yêu ha. Rồi cho đây em mã đỏ 250k.
Rồi lên một em dạ hội, một em dung cổ yếm này. Lên một em dung cổ yếm siêu độc và lạ luôn nha. Rồi chào mọi người nha. Rồi mã size F150 chị Bích Ngọc Ngọc này. Rồi mã size này, mã size là của chị Quyền Võ này. Size có đó của chị Bích Ngọc. Trời ơi, dung cổ yếm này các chị này. Rồi trước đây là mã cổ yếm đen cho em nha. Cổ yếm đen nha, một con dung siêu đẹp nha. Dành cho các chị 55 56 ký quay đầu cho em ạ. Chốt nhanh tay cho là mã cổ yếm đen, con này duy nhất một con này. Rồi mã hoa xanh à, áo dài. Hoa xanh em hết rồi nha chị ơi. Ai là comment cho là mã cổ yếm đen cho em nha. Xuất sắc luôn. Cổ yếm đen ạ, à, mã đỏ chị Đông Hương trước hàng à, chị Đông Hương các khách cũ. Mã đỏ trước cho chị Đông Hương. Rồi cổ yếm đen cho em nha. Dung cổ yếm này, ai là comment cho mã cổ yếm đen này. 150k đỏ của chị Đông Hương nha. Đỏ của chị Đông Hương. Rồi con này chị nào cỡ tầm 56 kg lại mang đẹp cho em mã ren đen. Mã ren đen đi cho các chị nhá. Rồi lên giùm em mã ren đen. Ren đen cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho em mã ren đen. Ren đen giùm em ạ. Mã ren đen nha các chị yêu nha. Chị Tuyết Mai chốt cổ yếm đen, chốt hàng lên số điện thoại giúp em nha. Chốt hàng kèm số điện thoại lên cho em nha. Chị Mai Lê chốt chị ơi. Trời ơi, một con nó là dạng cách tân nha. Hàng 4 tàn này các chị này, đẹp xuất sắc chưa? Rồi con này comment nhanh tay cho em nha. Trời ơi, đẹp quá. 160k, ai lấy comment cho là mã 160 cho em nha. 160k size M này các chị này, 4 tà nha. 160 size M cho em, con này siêu đẹp và đập luôn. Lấy chiếc là mã 160k kèm số điện thoại cho em nha. Dạ hôm nay size to hết này. Ai lấy comment cho là mã 160 này, đen đen cho chị ạ. Đen đen này, ai lấy comment cho là mã đen đen cho em nha. Rồi, mã vàng 47kg mặc vừa không, 47kg nếu mà chị tròn người là mặc ok nha. Nếu mà cao 1m6 thì mặc hơi bị chật, hơi bị rộng. Ai lấy comment cho là mã 160 cho em nha. Xuất sắc chưa, size M, size S, size M mặc vừa cho em. Ai là comment cho mã 160k kèm số điện thoại, con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Rồi 160k chứ là mã 160 kèm số cho em ạ. Rồi con này 56 kg đổ lại mang vừa cho các chị yêu nha. Đen đen của chị Lê Nguyệt. 56 kg lại mang đẹp cho em mã da này. Mã 160 của chị Quyền Võ. Rồi lên xem em mã da nha các chị nhá. 250k cho em mã da, da 250 giùm em ạ. Mã da 250 nhá. Rồi mã da 250, ai là comment cho em nha. Tôi chốt chút đỏ chút mà chốt không hàng không đúng. Thì Thúy Xuân ơi, chị chốt chị không lên số thì lấy gì em chốt chị ơi. Chốt hàng kèm luôn số điện thoại cho em nha các chị ơi. Rồi một con hoa xanh siêu đẹp này, trời ơi, size S size M cho em nha. Rồi một con họa tiết xanh này, size S size M mặc vừa cho em, 48kg quay đầu. Ai là con này comment cho mã hoa xanh nha. Rồi mã da của chị Đông Hương. Mã da của chị Đông Hương nha. Rồi mã hoa xanh cho em nè các chị này. 50kg đổ lại mặc vừa cho em, chốt là mã hoa xanh da của chị Đông Hương rồi nha. Lấy comment cho mã hoa xanh cho em ạ. Cổ hoa 2 phân này, trời xuất sắc chưa. Hoa xanh cho em ạ, 160k. Hoa xanh 160 nha. Hoa xanh 160k kèm số điện thoại cho em ạ. Hoa xanh 160k. Lấy chiếc nhanh tay cho là mã hoa xanh cho em, 160k cho em nha. Rồi 56kg đồ này mang đẹp. 56kg lại mang đẹp cho em mã cam. 56kg lại mang đẹp lên cho em mã cam nha các chị gái nha. Cho em mã cam chỉ có 250k nha. 250k cho em mã cam. Cam 250 giùm em ạ. Rồi cam 250, ai lấy comment cho mã cam cho em ạ. Em lên một con dung đỏ đôi nhá. Lên một con dung đỏ đôi là các chị ơi. Rồi mã 160 em hết rồi chị ơi. Em còn mã hoa xanh thôi, chốt hàng đúng mã cho em nha. Rồi đỏ đôi là các chị này. Đỏ đôi cho em nha. 55kg quay đầu cho em ạ, siêu đẹp nha. Ở vào đây nó có phiền như thế này nha. Rồi cam trước cho chị Liễu Trần. Cam trước cho chị Liễu Trần nha. Chứ đây là mã đỏ đôi cho em nè. Dung đỏ này các chị này, màu đỏ đôi nha, cực kỳ sáng da luôn. Lấy comment cho mã đỏ đôi cho em ạ, đồng giá 250k nha. Rồi lấy comment cho là mã. Rồi tôi chốt đỏ kèm số điện thoại còn gì. Rồi lấy còn comment cho em sao? Nha. Còn mã đỏ hay sao? Không hề thấy số điện thoại luôn. Rồi ai lấy comment cho là mã đỏ đô này, đỏ đô này, ai lấy cho mã đỏ đô cho em, cam em hết rồi chị ơi. Đỏ đô ai lấy comment còn không? Còn. Rồi đỏ đô này, mã đỏ này chốt cho chị Thì Xuân nha, em không thấy comment của chị nha, trong đó có thấy không? Rồi chị chốt ba áo dài với một cái tặng tối qua, giờ chị thấy bên em gọi điện chốt đơn cho chị ạ. Rồi ok, ngày mai bên em sẽ gọi điện nha, tại vì đơn nhiều quá nó bị tồn. Rồi đỏ này của chị Thúy Xuân nha, đỏ của chị Thúy Xuân một cái nha, em vẫn còn đỏ mà. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, nhìn này. Rồi con này chị nào có tầm 56kg đồ lại mang đẹp ạ. 56kg đồ lại mang đẹp, mặc cực kỳ sang chảnh luôn nha các chị yêu nha. Rồi lên xem em mã đen. Mã đen chỉ có 250k thôi nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã đen này các chị này, cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã đen. Tay là tay ren nha các chị gái nhá, tay ren, tay phồng ren nhá. Rồi lên xem em mã đen 250k mã đen giúp em ạ. Ồ mã đen đen còn chứ chị Thảo Nguyên một con, chị nhớ là thêm đen còn nhiều nhỉ. Rồi cái này cho em nha, dung rêu là các chị này siêu đẹp nhá. Dung rêu cho em ạ. Nhanh tay chứ là mã dung rêu cho em, đồng giá 250k nha, 55kg quay đầu cho em ạ. Chứ là mã dung rêu cho em ạ, siêu đẹp nhá. Rồi hoa size 160 cho chị Tuyền Trần Tuyền. Hoa size 160k của chị Tuyền Trần Tuyền nha. Rồi dung rêu cho em nha các chị ơi, dung rêu cho em ạ 250, dung rêu 250k kèm số điện thoại nha.
Trước đây tay trả mã dung đeo cho em 250k mã dung đeo này. Dung đeo 250 kèm số này. Dung đeo 250k kèm số giúp em nha. Rồi mã đen nào, mã đen nào. Dung, mã đen của chị Ngọc Ngọc này. Ngọc có đơn rồi phải không? Chị Ngọc Ngọc có đơn rồi phải không? Rồi mã đen em còn mã khác chị nào chốt cho em nha. Rồi con này ở dài đỏ này các chị này. Con này là size L cho em nha. Chị nào 52kg quay đầu này. Rồi mã đen này em còn này. Đen cho chị Bùi Thu cho chị Lương Nguyên một con này. Con đen còn không? Đen này vẫn còn nha. Chốt hàng đúng mã cho em nha. Con đó nhìn giống giống con này á. Thử mở ra con. Rồi con đen này chốt cho chị Lương Huyền một con nha. Còn một con để chốt cho chị Bùi Thu Cúc này. Y chang nhau nha chị ơi. Tay phòng này. Rồi Lương Huyền một con này. Coi có con một con nữa chốt chị Bùi Thu Cúc. Rồi con này đỏ cho em size L 52kg đổ lại vừa cho em. Chốt cho là mã đỏ cho em 160k. Dài đỏ 160 nè các chị ơi. Dài đỏ giúp em 160k. Mã dài đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Dài đỏ giúp em size L 53kg đổ lại vừa cho em. Chốt cho là mã dài đỏ giúp em 160k. Mã dài đỏ nha các chị ơi. Dài đỏ 160. Lời chốt trên tay cho em nha. Coi cho chị Bùi Thu Cúc một con tay phòng đen tay phòng. Rồi đỏ cơ. Đỏ 160. Alo tôi bây giờ mã đỏ cho em ạ. 160k mã đỏ nha. Rồi một con da cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Nó giống như cái con màu đen luôn nha các chị ơi. Con này cũng giống y chang con đen hồi nãy nha các chị gái nhá, chỉ là khác màu thôi nha. Rồi con này chị nào 56kg rồi lại mang vừa. 56kg lại mang vừa cho em mã nu nha các chị gái nhá. Rồi lên cho em mã nu cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho em mã nu bao đẹp này chỉ có 250k nha. 250k lên cho em mã nu, nu 250 cho em ạ. Rồi dài đỏ chứ chị Vi Quỳnh ạ, dài đỏ của chị Vi Quỳnh nhá. Rồi con này rồi một con dạng cách tân nha các chị ơi. Một con dạng cách tân hơi lởm lởm như thế này nha. Dành cho chị nào size S nha các chị ơi, chốt cho là mã trắng cho em nha. Rồi chắc dành cho các chị size S cho em ạ, chốt cho là mã trắng cho em nha. 150k trắng 150k cho em, ai lấy chốt cho là mã trắng giúp em 150k mã trắng kèm số điện thoại này. Vi Quỳnh hình như có đơn được không? Rồi ai lấy tôi bây giờ mã trắng cho em 150, chị nào size S thì chốt nhá. Rồi dài đỏ 160 có người chốt rồi chị Khánh Ly ơi. Ai lấy tôi bây giờ mã trắng cho em 150k trắng 150. Rồi một con xanh đen này chị này, con này chị nào có tầm 50kg đổ lên mang vừa nhá. Do người em nhỏ nên là em mặc nó hơi bị rộng nha. 50kg đổ lên mang vừa cho em mã xanh đen. 50kg đổ lên mang vừa cho em mã xanh đen nha các chị gái nhá. 250k cho em mã xanh đen. Xanh đen 250 giùm em này, xanh đen 250 nhá. Rồi xanh đen 250, ai lấy comment trả mã xanh đen cho em nha. Rồi chấm tương tác lên cho em này. Rồi một con dung cam duy nhất này các chị này. Một con dung cam đất duy nhất nha. Có lại dành cho các chị 55-57kg đổ lại vừa cho em ạ. Trước nhanh tay trả mã dung cam cho em nha. Đẹp chưa các chị ơi. Rồi dung cam cho em ạ. Họa tiết nó là làm kiểu nhúng nhúng như thế này nha. Rồi dung cam 57kg quay đầu. Trước trả mã dung cam cho em ạ. Trước nhanh tay trả mã dung cam cho em nha. Trắng dài 150 của chị Lý Phương Thảo nha. Comment trả mã dung cam cho em ạ. 250k dung cam 250 nha. Áo dài chỉ có 150-160 thôi chị ơi. Lấy chút cho mã dung cam cho em ạ. 250 mã dung cam kèm số điện thoại. Đẹp quá các chị ơi. Con này chị nào cỡ tập từ 57kg đổ lại luôn nha các chị gái nhá. 57kg đổ lại mang vừa. 57kg đổ lại mang vừa cho em mã tay lưới á. Mã tay lưới chỉ có 250k nha. 250k cho em mã tay lưới cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nhá. 250k cho em mã tay lưới 250. Rồi dung cam chứ chị Liễu Trần này, dung cam chứ chị Liễu Trần nha. Rồi chị nào size M chứ chanh tay cho là mã BD cho em. Trời ơi không đẹp không lấy tiền luôn. Rồi BD cho em nha, 50kg đổ lại mà vừa cho em ạ. Xanh đen của chị Hương Vũ. Xanh đen chứ chị Hương Vũ. Ai lấy con này comment cho em nha. Rồi mã BD này, mã BD cho em. Ai lấy comment cho em mã BD cho em nha. Đẹp chưa? BD cho em 160k, BD 160. Ai lấy chứ chanh tay cho là mã BD cho em size M nha chị ơi. 52kg đổ lại mà vừa cho em. Nhanh tay chứ là mã BD duy nhất một con thôi. 160k BD 160 cho cái mã tay lưới. Lê Quý chốt hàng lên số giúp em chị ơi. Ai lấy comment cho mã BD cho em ạ. 160k mã BD. Trời ơi, em còn một con cổ đỏ màu đen này các chị này. Rồi chị nào cỡ tầm con này size nhỏ này, 55kg đổ lại mang vừa nha các chị gái nhá. 55kg đổ lại mang vừa cho em mã cổ đỏ ạ. 55kg lại mang vừa cho em mã cổ đỏ nha các chị gái nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. 46 này. 46 tới 55kg mang đẹp cho em mã cổ đỏ nha các chị yêu nha. Rồi lên xem em mã cổ đỏ. Trời ơi đẹp lắm luôn các chị này. Rồi 250k cho em mã cổ đỏ nhá. Cổ đỏ 250, ai lấy comment cho em nha. Mỗi mẫu nó chỉ có 1 đến 2 con thôi, không có nhiều đâu các chị ơi. Rồi con này size XL này các chị này, BD đẹp mà không có ai chốt vậy ta. Rồi size XL L 80 đổ lại một vừa cho em. Ai lấy comment cho em mã dài đỏ cho em nha. 160k mã dài đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Họa tiết này. Rồi
Alo, cái bên tay mã dài đỏ này, ok chị nha. Ok chị Lê Quý này, chốt xanh đen tay lưới này. Rồi chị Ý Nguyên chốt mã cổ đổ đen này, cổ đổ đen coi còn không. Alo, cái này cầm bên cho em nha. Rồi dài đỏ cho em 160k, dài đỏ 160 ạ. Alo, chốt xe mã dài đỏ cho em nha, 160k, cảm ơn chị Lương Nguyên nha. Rồi cổ đổ để em coi coi còn mẫu thì em chốt cho các chị nha. Rồi 160k, rồi dài đỏ 160 của chị mẹ mùa hè Vân. Dài đỏ 160k cho chị mùa hè Vân nha. Rồi em một tí em tìm cổ đổ nếu mà còn em chốt cho các chị nha. Rồi dài đỏ của chị mùa hè Vân rồi nha. Rồi lên một con cách tân này, lên một con cách tân cho em nha. Cổ đổ đó. Rồi cổ đổ, đây con thứ hai hả? Cổ đổ của chị Ý Nguyên. Rồi cái này nha chị ơi, cách tân cho em ạ, cách tân cho em nha, 50kg đổ lại vừa cho em, trời ơi đẹp quá. Chứ là mã cách tân cho em nha, cách tân cho em ạ, 160k, mã cách tân hai lớp nha các chị ơi, 4 tà, 160k, mã dài đỏ, còn không, dài đỏ em hết rồi bỏng. Dài đỏ em hết rồi chị ơi, rồi lấy chiếc xe mã cách tân cho em ạ, 160k nha, cách tân 160 cho em nha, cách tân 160k kèm số điện thoại cho em nha, không còn à. Cách tân 160k, lấy chiếc xe mã cách tân cho em ạ, 160 nha. Rồi có cổ độ chị sao chị ơi, cổ độ em hết rồi nha. Để em tìm con nếu mà còn thì em để nha. Một con cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nha. Con này chỉ nào 56kg độ lại mang vừa nha các chị yêu này. 56kg độ lại mang vừa, 48-56kg nha. 48-56kg cho em mã nu. Mã nu 250k mã nu giùm em ạ. 250k mã nu, nu 250 giùm em ạ. Rồi nu 250 ai lại comment cho em ạ, cách tân của chị Hà Vũ nha. Rồi cái này size L cho em nha các chị ơi, 53kg đổ lại vừa cho em ạ. Ai lấy chiếc nhanh tay chào mã bi đỏ cho em đẹp chưa. Rồi bi đỏ cho em 160k, bi đỏ 160 nhá, dành cho các chị tầm 53kg đổ lại một vừa cho em ạ. Ai lấy chiếc nhanh mã bi đỏ cho em ạ, 160k kèm số điện thoại nha. Rồi ai lấy comment cho em ạ, có số to là tầm 57kg là to rồi chị ơi. Rồi chiếc là mã số mã cho em nha, nu của chị Nga Phạm ạ. Rồi chiếc cho em nha, cách tân có số 56kg không. Cái tên đó của chị Hà Vũ ạ, à, cái tên hàng này em lẻ sai. Lấy cái bên tờ mã bi đỏ cho em size L nha. Bi đỏ size L 160. Rồi một con tay cánh đẹp tiên ạ, cực kỳ trời đẹp luôn nha, tay cánh tiên nha các chị yêu nha, một con xanh đen tay cánh tiên cực kỳ đẹp luôn này. Rồi lên xem em mã cánh tiên nha các chị gái nhá. 250k cho em mã cánh tiên cực kỳ đẹp luôn ạ. 250k cho em mã cánh tiên 56kg đổ lại mang vừa. 56kg lại mang vừa cho em mã cánh tiên nha. Mã cánh tiên cực kỳ đẹp luôn ạ, mã cánh tiên giúp em nha các chị gái nhá. Trời ơi, một con cách tân dài này các chị ơi, cánh tiên xanh đen ai lại comment cho em nha. Một con cách tân dài này các chị này, dài chấm đất luôn nha. Chị nào 50kg đổ lại vừa cho em size M nha, 50kg đổ lại một vừa. Ai lấy con này chiếc là mã hoa xanh cho em ạ, size M 50kg đổ lại một vừa. Chiếc là mã hoa xanh kèm số điện thoại cho em nha. Bi đỏ của chị Bích Tiến, bi đỏ của chị G Bích Tiến, cánh tiên chị Nga Phạm dồn đơn nha. Ai lấy con này comment là mã hoa xanh này các chị này, 160k, hoa xanh size M 160 nha, hàng 4 tà, cách tân dài siêu đẹp luôn, 160k. Ai lấy comment là mã cảm ơn chị nha. Rồi 160k, ai lấy comment là mã 160 này, mã cánh tiên này, mã cánh tiên này em chốt cho chị ạ. Lê Quý một con nha. Rồi cánh tiên chốt cho chị Lê Quý một con. Rồi mã hoa xanh 160, ai lấy comment là mã hoa xanh 160 nha. Rồi một con màu đen cánh tiên này các chị này. Con này chị nào 56kg đổ lại mang vừa ha. 56kg đổ lại mang vừa cho em mã đen. Mã đen cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nhá. Cho em mã đen. Mã đen bao đẹp nha các chị ơi, 56kg đổ lại mang vừa ha. 56kg đổ lại mang vừa cho em mã đen. Mã đen bao đẹp ạ, mã đen nha các chị yêu nha. Rồi đen cánh tiên chị nào lấy chút nhanh tay cho em nha. Xanh cánh tiên còn của chị Hương Vũ vào chưa? Rồi xanh cánh tiên này chị Nguyễn Dung này, coi còn thì để cho mấy chị nha. Rồi chị các chị ơi để em ra tìm nha, nếu mà còn thì em để cho chị Hương Vũ và chị Nguyễn Dung nha. Trời ơi. Dung đỏ này đẹp chưa? Dung đỏ. Ai lấy cái bên trà mã dung đỏ cho em nha. Dung đỏ cho em đẹp quá các chị ơi. Rồi cánh tiên đen của chị cánh tiên đen của chị Liễu Trần. Cánh tiên đen của chị Liễu Trần. Ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha, đẹp xuất sắc. Lấy chiếc trà mã dung đỏ này, màu đỏ đô cho em, 56kg quay đầu nha, đẹp quá. Rồi dung đỏ. Ai lấy cái bên trà mã dung đỏ cho em, màu đỏ đô rất là sang nha, 56kg quay đầu. Chiếc nhanh tay trà mã dung đỏ cho em chỉ có 250k nha. Dung đỏ cho em 250 mã dung đỏ kèm số này. Hôm nay xả chỉ có 250 thôi nha các chị ơi. Em có đúng duy nhất một con màu xám nha các chị gái nhá. Con này chị nào 56kg đổ lại mang vừa, 56kg lại mang vừa cho em mã xám nha các chị gái nhá. 56kg đổ lại mang vừa cho em mã xám ạ, mã xám cực kỳ đẹp luôn nha các chị yêu nha. Rồi lên xem em mã xám bao đẹp, mã xám chỉ có 250k nha. 250k mã xám giúp em. Em coi mã đen cánh tiên còn không?
Rồi cái này chị em nha, siêu đẹp nha các chị ơi, lên một con siêu đẹp này. Rồi tím cho em size M nha các chị ơi, tím 3D size M. 50 kg đổ lại mặc vừa cho em nha, 50 kg đổ lại mặc vừa. Ai lấy cái này chút cho là mã tím cho em, đẹp quá, tím 3D này. Rồi ai lấy cái bên kia mã tím cho em nha, 3D siêu đẹp luôn. Các chị mua bên em hai con mới bằng mua ở ngoài một con, tội gì mà không mua nhiều các chị. Ai lấy cái bên kia mã tím 3D cho em nha, đẹp xuất sắc nha. Rồi mã xám của chị Ý Nguyên. Ai lấy cái này comment cho là mã tím cho em nha các chị ơi, mã tím này dung đỏ của chị Ngọc Ánh. Dung đỏ chị Ngọc Ánh nha. Rồi mã tím cho em 160k, tím 160 nha. Ai lấy chiếc xe mã tím cho em ạ, 160k mã tím kèm số này. Trời ơi đẹp quá, 50kg đổ lại vừa cho em ạ. Chiếc xe mã tím cho em 160k mã tím kèm số cho em. Đen cổ đổ lại có người nhiều người chốt không được mà. Đúng rồi. Này còn mã xám, ai chốt mã xám nữa ông này. Rồi mã xám này, mã xám của chị Ý Nguyên một con này, mã xám của chị Liễu Trần một con này, mã xám của chị Liễu Trần một con nha. Xám của chị Liễu Trần một con. Rồi cái này ạ, đen cổ đổ cho em chị nào. Nãy chị Đông Hương chưa chốt được á? Chị Đông Hương chưa chốt được hả? Đúng rồi. Rồi con này chị nào 55kg đổ lại mang vừa này, 55 56kg đổ lại mang vừa nha các chị yêu nha. Rồi lên xem em mã cổ đổ này cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nha. Rồi cho xem em mã cổ đổ chỉ có 250k nha. 250k cho em mã cổ đổ 250. Tím của chị mùa hè van nha, tím của chị mùa hè van. Rồi cổ đổ này chút cho chị Đông Hương đi. Cổ đổ này của chị Đông Hương một con coi còn không? Con này siêu đẹp nha, hoa xanh nè các chị này. 50kg quay đầu cho em ạ, chút cho mã hoa xanh cho em nha. Hoa xanh giúp em 50kg đổ lại vừa cho em. Tay là tay đen nha, 150k. Tay đen 150 còn dám không? Tay đen 150k cho em, ai lấy chiếc trà mã tay đen cho em nha. Cổ đổ này của chị Thơ Nguyễn một con, cổ đổ của chị Thơ Nguyễn một con nha. Ai lấy chiếc nhanh tay cho em ạ. Rồi mã cổ đổ em hết rồi chị Liễu Trần ơi, để em coi có còn không nha. Rồi mã hoa xanh 150, 50kg đổ lại một vừa cho em, còn có xám nào không? Hoa xanh 150k, ai lấy chiếc trà mã hoa xanh giúp em. 150k mã hoa xanh kèm số điện thoại nha. Có size S rồi ok chị Trần Hạnh nha. Hoa xanh 150k, size S chị mặc con đó cho em nha chị ơi. Rồi cổ đổ này, cổ đổ này, cổ đổ của ai nữa ạ? À? Chốt hàng kèm số điện thoại lên nhá. Rồi mã cổ đổ chốt cho chị Liễu Trần này, cổ đổ chốt chị Liễu Trần nhá. Rồi chấm lên cho em nha các chị ơi. Cổ đổ em còn, trời ơi nãy giờ nhiều chị chốt. Chị nào chốt cổ đổ nữa thì comment cho em này. Trời ơi sao con này đẹp quá. Cổ đổ đen ai lại comment nữa cho em nha các chị ơi. Cổ đổ đen em vẫn còn, chị nào lấy thì chốt cho em này. Rồi một con dung màu đỏ đô này các chị này, cổ cao nha. Dung đỏ đô cổ cao cho em ạ. Dành cho các chị tầm 56kg quay đầu cho em ạ. 56kg quay đầu, trời ơi. Nhanh tay chút cho mã dung đỏ cho em nha. Đẹp xuất sắc chưa? Rồi dung đỏ cho em ạ, 250k mã dung đỏ nha. Ai lại comment cho em Lê Quý chị có được chốt không? Chị được chốt cổ đổ chưa? Rồi ai lại comment chị chốt cổ đổ hay sao chị ơi? Lấy comment cho mã dung đỏ cho em ạ, 250k nha, dung đỏ này, cổ này. Trời ơi đẹp quá. 250k mã dung đỏ nha. Dung đỏ 250. Lấy chút cho em ạ, chị Lê Quý chốt mã gì chị ơi? Chốt mã cổ đổ hay chốt mã gì lên cho em nha. Ai lại comment cho em ạ, có chị Thơ Nguyễn có cổ đổ rồi nha. Rồi dung đỏ này. Trời ơi đẹp quá. Dung đỏ 250, ai lấy chút xe mã dung đỏ cho em ạ. 250k mã dung đỏ kèm số này. Rồi con này cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Con này 56kg đổ lại mang vừa, 56kg lại mang vừa cho em mã đen kèm số điện thoại giúp em này. 250k cho em mã đen nha các chị gái nhá. 250k cho em mã đen, đen 250 giùm em ạ. Rồi dung đỏ ai lấy comment cho mã dung đỏ này, đen 250 ai lấy comment cho em nha. Rồi con này size XL này các chị này, size XL cho em nha. Rồi ok chị 55kg chị mặc tất cả hàng bên em đều đẹp nhá. Rồi con này cho em ạ. Rồi lấy chút cho em nha, cách tân xanh size M. Cách tân xanh size M. Đó, cách tân xanh là đó đó. Rồi ok chị Lê Quý này, cái con cách tân xanh ở dưới á. Rồi cái này cho em nha, chút cho mã hoa tím nè các chị ơi. Hoa 3D nha. Rồi size XL cho em, eo 80 đổ lại mặc vừa. Chút cho mã hoa tím nè các chị ơi. Rồi mã hoa tím, ai lấy comment nhanh tay cho mã hoa tím cho em nha. 160k mã hoa tím kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi 160k này, mã dung đỏ chị Hồng Nấm. Mã dung đỏ chị Hồng Năm nha. Dung đỏ của chị Hồng Năm. Lấy chút cho mã hoa tím 160 nha. Size XL, trời ơi đẹp quá. Con này có mấy con biết? Một con này, à, hai con. Rồi con này chị nào cỡ tầm 56, 57kg đổ lại cũng được nha các chị gái nhá. Tới con này nói chung là mặc cực kỳ thoải mái, chất liệu vải co giãn được nha. Rồi con này chị nào mà tầm 48kg đổ lên mang được ha. 48kg đổ lên mang được cho em mã kim sa. Kim sa vải ấn nhũ nha các chị gái nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ, bao sang ạ. Rồi lên xem em này, cho em mã kim sa này. Kim sa xem em 250k, chỉ có 250k này. Lên xem em mã kim sa nha mọi người nha. Con này em nói đi tiệc, em nói là bao sang bao chảnh cho các chị luôn nha. Đi tiệc, đi event là bao sang chảnh luôn. Tại vì cái chất kim sa là nó ống ánh từ xa, chỉ cần ống điện lên lên thôi là rất là. Rồi đen nhũ này của chị Ngọc Ngọc nhá. Đen nhũ của chị Ngọc 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 ạ. Mẫu áo dài tuổi bạn bao nhiêu? Mẫu áo em cao 1m6 chị ạ, em cao 1m6 nhá. Rồi mã hoa tím của chị Mai Hương Trần 160k, hoa tím của chị Mai Hương Trần nhá.
Rồi đen nhũ em toàn chị nào lấy chốt này. Trời ơi. Rồi dung đỏ cho em đỏ tươi nha. Trời ơi, đẹp quá. Rồi ngọc ngọc chút skin xa rồi. Alo các bên trả mã dung đỏ cho em nè các chị nè. Rồi dung đỏ cho em một mẫu, em chỉ có một con duy nhất thôi nha. Rồi 56 ký quay đầu chút trả mã dung đỏ cho em ạ. Dung đỏ nha. Chút nhanh tay trả mã dung đỏ cho em ạ. Siêu đẹp luôn. Dung đỏ. Nhanh tay chút trả mã dung đỏ cho em ạ. Một con duy nhất nha các chị ơi. Dung đỏ, dung đỏ. Dung đỏ cho em 250k mã dung đỏ nha. Trời ơi, đính kim sa và hộp toàn rất là nhiều luôn. Con này chị nào 55 ký đổ lại mang đẹp nha các chị yêu nha. 55 ký đổ lại mang đẹp mã số 2 giùm em này, cho em mã 2. Mã số 2 nha các chị ơi, 55 ký đổ lại mang đẹp ạ. 55 ký lại mang đẹp cho em mã 2, mã 2 cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi, cho em mã 2 ba đẹp này. Rồi lên giùm em mã số 2, mã số 2 giùm em ạ. Rồi ok chị Ngọc Ngọc ạ. Con này size M cho em nha. Rồi mã kim sa chúc cho chị Nguyễn Dung một con này. Kim sa chúc cho chị Nguyễn Dung một con này. Dung đỏ cho chị Rô Huyền. Dung đỏ chúc cho chị Rô Huyền nha. Rồi con này size M cho em ạ. 50 ký đổ lại một vừa cho em. Chúc cho là mã tím cho em nha. Tím 3D ạ. Tay phố trắng như thế này nha. Đẹp chưa? Rồi mã số 2 của chị Thơ Nguyễn ạ. Mã số 2 của chị Thơ Nguyễn nha. Tay đẹp chưa các chị ơi? 50 ký đổ lại một vừa cho em. Chúc cho là mã tím cho em 160k. Tím 160 nha. Chúc cho là mã tím cho em 52 ký đổ lại một vừa. Tím 160k kèm số điện thoại cho em ạ. Tím 160k. Dung đỏ chút cho chị Nga Bùi. Chị Nga Bùi có đơn chưa? Chưa. Nga Bùi chốt hàng lên số chị ơi. Con này hình như em có đúng rồi. Rồi Nga Bùi này. Chị Nga Bùi chốt hàng lên số cho em nha. Trời ơi đẹp quá. Rồi chốt hàng lên số cho em ạ. Kim sa đỏ. Kim sa đỏ có còn không? Kim sa đỏ là con nào? Kim sa đen á. Cái con ai lấy con này comment cho em nha. Kim sa em hết rồi. Ai lấy comment cho mã tím cho em nha. Tím 150 chị Nga Bùi chốt hàng lên số chị ơi. Kìa, chị Nga Bùi chốt hàng lên số cho em ạ. Rồi mã tím 160k mã tím này. Rồi một con kim sa nữa này các chị này. Con này chị nào 56 kg đổ lại băng vừa. 56 kg lại băng vừa cho em mã nâu. Mã nâu cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Chỉ có 250k. 250k cho em mã nâu nha các chị nha. Nay có lên sườn xám không ạ? Sườn xám là ngày mai nha. Tại vì bên em đang ủi á, đang cố gắng ủi để ngày mai lên nhá. Rồi chị Nga Bùi ơi, chị chốt lên số điện thoại giúp em với nhá. Rồi ơi, một con nhung này các chị này. Nhung đẹp chưa? Con này nhung màu hồng nu cho em nha. Chị nào 53kg đổ lại vừa cho em. 53kg đổ lại vừa, duy nhất một con 53kg đổ lại vừa cho em. Eo co giãn đến 83 luôn nha. Nhanh tay chốt cho em nhỉ, đẹp quá. Chốt cho mã nhung cho em ạ. Tay nó là tay tiểu thư như thế này nhá. Chứ là mã nhung cho em 180k, duy nhất một con thôi. Nhung 180. Ai lấy comment cho em nha. Chị Nga Bùi ơi, chốt hàng lên số giúp em chị ơi. Rồi lấy comment cho mã nhung cho em nha. Màu hồng ruốc này 180k. Chút là mã nhung cho em 180. Mã nhung kèm số cho em nha. Trời ơi con này đơn giản mà rất là sang nha. Con này cực kỳ em ở Đắk Lắk chị ơi. Rồi con này chị nào 56kg đồ lại mang đẹp. 56kg lại mang vừa nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã đen. Mã đen cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho em mã đen chỉ có 250k nha. 250k cho em mã đen. Đen 250 giùm em này. Đen 250 ạ. Tím 160k cho chị Phạm Hằng. Tím 160 nha chị ơi, không phải 150 nhá. Nhung 180k của chị Ý Nguyên. Nhung 180 của chị Ý Nguyên nha. Rồi cái này size L này các chị này. Đẹp chưa, đỏ sen cho em nha. Đỏ sen size L 53-54kg quay đầu cho em ạ. Xuất sắc. Chứ là mã đỏ sen cho em nha. Siêu đẹp luôn. Đỏ sen ai là comment cho em nha. Rồi cố gắng chốt đi hàng cái đen 150k của chị, đen 250 của chị Liễu Trần nha. Ai là comment còn đen không? Chị gặm lên Nguyễn một con. Lấy chứ là mã đỏ sen cho em nha. Chị ơi đỏ sen xuất sắc chưa? 160k. Rồi đen của chị gặm lên Nguyễn luôn nha. Em có hai con. Lấy chứ trên tay cho là mã đỏ sen cho em ạ. Size L, size XL, L80 đổ lại một vừa cho em nha. Đỏ sen 160k. Đỏ sen cho em 160k kèm số điện thoại này. Đỏ sen 160. Ai lấy xe mã đỏ xe cho em nha. Rồi em còn mã lưới này các chị này, con này size nhỏ nha. Con này chị nào mà cỡ tầm từ 45 này, 45 tới đến 53kg đổ lại mang vừa nha. 45 tới 53kg mang đẹp cho em mã lưới đen, đen lưới hộ em này. Cho em mã đen lưới nha các chị gà nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi lên xem em mã đen lưới ạ, mã đen lưới cho em nha các chị ơi, đen lưới. Đen lưới chỉ có 250k mã đen lưới cho em ạ. Ơ mấy con này là dạ hội cho các đây này. Dạ hội này. Này là dạ hội. Không, cái này là chung mà. Rồi mã đen của chị Lương Phượng có đơn chưa ạ? Đỏ sen của chị Phương Ngân, đỏ sen của chị Phương Ngân nha. Đỏ sen 160k của chị Phương Ngân này. Chị Lương Phượng này, Lương Phượng bữa trước chút sườn xám đúng không? Rồi ok, mã đen em trước cho chị Lương Phượng nha. Đâu, đen còn không? Đen hết rồi mà. Đen hết rồi. Mã em vừa lên mã đen. Không, cái này là mã lúi, đen lúi. Còn cái mã đen kia là cái đen mà hồi nãy á. Chốt mã em chốt đọc cho rồi. Rồi mã đen em hết rồi nha. Em chỉ còn đen lưới thôi. Chị nào lấy comment cho là mã đen lưới cho em nè các chị nè. Rồi comment nhanh tay cho em nha. Hồi nãy chốt cho chị dạ hội đen không chốt mã 20 đỏ là không được đúng không em? Vì chị có việc phải đi. Dạ rồi để chị biết chị chọn con đỏ. Chị Kim Duyên được mấy con rồi? Hai con.
Chị Kim Duyên được hai con rồi nha chị ơi, được một con đen một con đỏ hả? Đúng rồi. Chị được một con đen và một con đỏ cho em nha. Rồi dung dây nè các chị này, dung dây cho em nha. Trời ơi, đẹp quá. Chú Thầy Bả dung dây cho em nha, 250k siêu đẹp luôn. Chị nào thích mặc dây thì comment cho em nha. Rồi dung dây, ai là comment cho Bả dung dây cho em nha. Dung dây giúp em nha chị ơi. Rồi 250k mã dung dây kèm số điện thoại cho em duy nhất một con. Là comment cho Bả dung dây cho em ạ, 5657 ký quay đầu. Chú Thầy Bả dung dây cho em nha. Dung dây ạ. Em còn cổ đỗ nè các chị này. Con này chị nào 56kg đổ lại đó vừa nha. 56kg trời ơi, đen cổ đỗ siêu đẹp nha các chị ơi, đen cổ đỗ này. Rồi lên xem em mã cổ đỏ nha các chị gái nhá. 56kg đổ lại băng vừa, 56kg lại băng vừa cho em mã cổ đỏ cực kỳ đẹp luôn nha các chị gái nhá. 56kg lại mang đẹp cho em mã cổ đỏ giúp em nha. Rồi lợi dung đen cho chị, đen dây cho chị Cẩm Lê Nguyễn nha. Dung đen dây của chị Cẩm Lê Nguyễn này. Con này đẹp xuất sắc cho em nha. Size M này các chị này. 50kg đổ lại vừa cho em ạ, hàng 4 tà nha. Hàng 4 tà và họa tiết của nó này. Rồi họa tiết này trời ơi, họa tiết vợ chồng này, đẹp chưa? Lấy comment là mã họa tiết vợ chồng cho em nha. Hàng 4 tà cho em ạ. Dung dây để em coi còn không nha. Dung dây còn không? Lấy comment là mã họa mã vợ chồng cho em nha các chị ơi. Cổ đồ của chị Mai Khang, cổ đồ của chị Liễu Trần có rồi chị ơi. Cổ đồ em chị thị Mai Khang nha, chị có rồi nha. Lấy comment là mã vợ chồng cho em nha. 180k mã vợ chồng giúp em ạ. 180k kèm số điện thoại này, cổ đồ của chị Mai Khang nha. 180k trước là mã vợ chồng đi, 180 nha. Trời ơi, hàng 4 tà cho em siêu đẹp size M nha. Trời ơi, đẹp quá. Lấy comment cho là mã vợ chồng đi, giúp một cho em là 180k. Vợ chồng 180 kèm số nè các chị ơi. Con này đúng duy nhất một con thôi nha. Thôi nha các chị gái nha, con này đúng duy nhất một con thôi ạ. Con này chị nào 57kg đổ lại băng vừa ha. Đưa con đỏ 57kg đổ lại băng vừa. Cho em mã ngọc này, mã ngọc của Đính Ngọc cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi lên giùm em mã ngọc nha các chị ơi, 250k cho em mã ngọc. Ngọc 250 giùm em này, mã ngọc 250 nha các chị ơi. Ngọc 250 giùm em này, ngọc 250. Rồi ok, để em giơ lên cho chị Kim Duyên xem nha. Rồi dung dây em hết rồi chị ơi, dung dây em hết rồi nha. Rồi của chị Kim Duyên này chị này, của chị Kim Duyên là cái này nha. Của chị Kim Duyên là dạ hội này nha. 50k chị mặc vừa hết những cái hàng bên em luôn ạ. Rồi con này thêm đỏ của chị là cỏ đỏ bẹp pha như thế này nha. Rồi ấy thì ok cho em nha, cực kỳ sang luôn ạ. Cực kỳ sang trọng và quý phái luôn nha. Rồi ok ạ, chị Kim Duyên chốt thì ok cho em nha chị ơi. Con đó siêu đẹp luôn nha. Rồi cổ đồ đen còn không? Cổ đồ đen coi còn không, chút chị nào nữa nè. Ủa mã vợ chồng đẹp vậy mà các chị không chốt à? Trời ơi. Rồi một con tay người nữa các chị nè. Con này chị nào mà cỡ tầm 57kg đồ lại mang vừa ha. 57kg đồ lại mang vừa cho em mã tay lưới này, mã tay lưới giúp em nha các chị ơi. Cho em mã tay lưới này 56kg lại mang vừa nha. 56-57kg lại mang vừa cho em mã tay lưới cực kỳ đẹp, chỉ có 250k nha. 250k mã tay lưới ạ. Rồi em mở cưa bông từ rung búp Đắk Lắk nha chị ơi. Trời ơi, một con hoa nhí nha các chị này. Size M cho em 50kg đồ lại vừa cho em, trước đây là mã hoa vàng cho em nha các chị ơi, 160k. Mã hoa vàng cho em 4 tà 160 nha. Nhanh tay trước đây mã hoa vàng cho em ạ. 50kg đổ lại vừa cho em nha. Xuất ra mã hoa vàng giúp em 160k mã hoa vàng kèm số điện thoại cho em ạ. Hoa vàng 160 hàng 4 tà, 50kg đổ lại vừa cho em. Xuất ra mã hoa vàng cho em nha. Rồi hoa vàng 160 nhắn tin qua Messenger giúp em nha chị Ngọc Ngọc ơi. Rồi mã hoa vàng 160, ai là comment mã hoa vàng cho em nha. Rồi con này 56kg lại mang đẹp, 56kg lại mang đẹp cho em mã đỏ nha các chị gái nhá. 250k này, 250k cho em mã đỏ, đỏ 250 giùm em ạ. Mã đỏ 250 nha các chị ơi, đỏ 250. Rồi mã đỏ 250, ai lại comment cho em nha. Trời ơi, hoa vàng đẹp sao mà các chị không chốt hả? Con này cho em ạ, một con dung đen siêu đẹp này. Rồi mã hoa vàng 160 chị áo dài Đình Phong này. Trời ơi, dung đen xuất sắc chưa? Rồi tay ngắn cho em chị nào 56kg quay đầu cho em nha. Con này có 102 nha chị ơi, chỉ có duy nhất một con này. Nhanh tay chứ, mã dung đen cho em ạ, đen ngọc cho em nha. Dung đen ngọc cho em này, đẹp chưa? Tất cả là phối ngọc nha. Đính hoa rất là đẹp luôn. Rồi mã hoa vàng em hết rồi. Ai lại comment cho mã dung đen cho em nha. Tay ngắn này các chị có thể đi làm đi chơi đều được nhá. Rồi mã hoa vàng em hết rồi nha. Rồi dung đen cho em ạ. Dung đen cho em 250k mã dung đen kèm số cho em nha. Rồi con này chị nào 56kg đồ lại mang vừa, 56kg lại mang vừa cho em mã số 10 này. Mã số 10 chỉ có 250k nha. 250k cho em mã 10 10250 ạ. 250k mã số 10 giúp em nha. Rồi mã số 10 ai lấy comment cho em nha. Rồi mã dung đen cho chị Đô Huyền ạ. Rồi mã đỏ này, đỏ Nguyễn Hải này, chị Nguyễn Hải ơi, chốt hàng lên số giúp em chị ơi. Đỏ Nguyễn Hải chốt hàng lên số giúp em nha. Nguyễn Hải vừa trước hình như có đơn dạ hội này nữa rồi á. Chốt cho chị chưa?
Rồi 50kg đổ lại vừa cho em, đẹp chưa? Trời ơi, pha hướng dương này các chị ơi, 57kg chị mặc vừa hết những cái đầm và dạ dung bên em nha. Lấy các bên trái mã hướng dương cho em này, các chị này mã hướng dương cho em. 50kg đổ lại vừa cho em ạ, mã hướng dương cho em nha. Mã hướng dương ạ, mã số 10 của chị Liễu Trần. Mã hướng dương cho em, lấy cho em tay trái mã hướng dương cho em nha các chị ơi, 160k. Hướng dương 160k cho em nha. Nguyễn Hải bữa trước có chút đơn nên giờ dạ hồi. Rồi Nguyễn Hải này, chúc cho chị Nguyễn Hải nha. Rồi ai lấy comment cho em ạ, mã Dung Ngọc em hết rồi. Ai lấy comment cho em mã xanh hướng dương này, các chị này 160k 50kg quay đầu. Xanh hướng dương cho em, lấy cho em mã xanh hướng dương cho em nha. Rồi con này chị nào 56kg rồi lại mang vừa, 56kg lại mang vừa nhá. Rồi lên cho em này, cho em mã nâu, mã hồng ngọc nha các chị gái nhá. Cho em mã hồng ngọc, hồng ngọc giúp em nha các chị ơi, 56kg lại mang đẹp cho em mã hồng ngọc. Hồng ngọc giúp em ạ, 250k mã hồng ngọc. Rồi 46kg mà 1m55 có mặc được dạ hội không? Chị ơi chị mặc thì hơi rộng á, có thể là mà về bóp lại nhá. Không nhưng mà em nghĩ cũng vừa này. Em 46kg mà em cao 1m6. Em là thuộc dạ ốm nhưng mà hơi rộng nha. Rồi con này cho em ạ, dung đen cho em nha. Con này đơn giản nhưng rất là cưng luôn nha. Rồi chị nào 56kg quay đầu cho em ạ, 48 56kg quay đầu. Ai lấy con này chứ chàng mã số 01 cho em nha các chị ơi, 250k mã số 01 này, đẹp chưa? Mã số 01 giúp em, 250k mã số 01 nha. Mã dung đen em hết rồi chị ơi, chứ chàng mã số 01 giúp em nha. Chào chị Tết Khắc Quyên nha. Rồi mã số 01 cho em ạ, 50kg đổ lại vừa cho em, 56kg đổ lại vừa. Chứ chàng là mã số 01 cho em nha. Trời ơi chị nào từ 48 56kg mà ok cho em ạ. Chứ chàng là mã số 01 cho em ạ. Một con hồng nu rất là đẹp, hồng pastel. Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 56kg đổ lại mang vừa nha các chị yêu nha. 56kg lại mang vừa, 56kg lại mang vừa cho em mã số 1 này, mã số 1 nha các chị yêu nha. Số 1 thì bà. Mã 1 nha các chị ơi. Cho em mã 1 này. Mã hồng đi, mã hồng 1 vừa rồi, vừa mã hồng sao. Rồi mã hồng ai lấy cái bên mã hồng cho em ạ, một con áo dài đỏ nha. 50kg đổ lại một vừa cho em ạ. Trước cho là mã dài đỏ cho em ạ, dài đỏ họa tiết nha. Dài đỏ 50kg đổ lại một vừa, trước cho là mã dài đỏ cho em 160k. Dài đỏ 160 ạ, à, dài chất vải thun Mỹ nha chị ơi. Rồi ai lấy cái bên mã dài đỏ cho em ạ. Nói chung các chị mua này 260k. Thà các chị mua cái này chứ đừng thà mua này chứ mua hàng si còn sợ là nói chung là cụ mới lỗi này kia, chứ hàng này là một new 100% luôn. Dung đen chị Hồng Năm. Ai lấy con này cái bên mã dài đỏ cho em 50kg đổ lại vừa cho em nha. Rồi dài đỏ ok chị Hồng Năm nha. Rồi dài đỏ 160k, 50-52kg đổ lại vừa cho em ạ. Dài đỏ 160, lấy chút là mã dài đỏ cho em 160k nha. Con này chị nào 56kg đổ lại mang vừa ha, 56kg lại mang vừa cho em mã đen. Mã đen dạ đúng rồi, mặc đẹp luôn. Dài đỏ 160 thôi chị Hoài Bùi ơi, dài đỏ 160 của chị Hoài Bùi nha. Rồi lên xem em mã đen nha các chị ơi, của Đình Ngọc này. Rồi cho em mã đen 56kg lại mang đẹp cho em mã đen, có xẻ trước này các chị này. Rồi cho em mã đen nha các chị ơi, lên xem em mã đen, mã đen nha. Rồi dài đỏ của chị Hoài Bùi nha, 160k thôi nha chị ơi. Trời, ủa chị em vừa dơ lên rồi mà. Dài đỏ của chị Hoài Bùi rồi nha. Rồi ok bắt lại dơ lại cho chị, em vừa dơ một lần rồi đó. Rồi con này ạ, à, mã xanh cho em nha, 50kg đổ lại một vừa cho em nha. Con này size S này các chị này, size S 48kg quay đầu, chứ là mã xanh cho em nha, họa tiết xanh siêu đẹp luôn. Rồi xanh cho em 160k, size S nha các chị ơi, 48kg quay đầu cho em ạ. Những con này các chị phải lùi lại một size cho em, các chị mặc size L thì các chị mua size M thôi. Lấy comment cho em nha, chị nào mặc size M thì chốt size S nha. Rồi chứ là mã xanh cho em ạ, 160k, mã xanh kèm số điện thoại cho em này. Size 160 này, ở đây này chị Duyên Kim ơi, đây nhá, đỏ của chị đây ạ. Đỏ dây mà nó là dạng trễ vai như thế này nha, cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi lấy thì ok cho em ạ, con này có duy nhất một con thôi, lấy thì ok cho em nha. Rồi cưng lắm luôn. Rồi này của chị Kim Duyên. Rồi size 160 ai lấy comment cho em. Rồi con này 56kg đổ lại nha các chị ơi, 56kg lại mang đẹp này. Rồi cho giùm em mã nu này, mã nu nha các chị ơi, cho em mã nu kèm số điện thoại giùm em ạ. Mã nu kèm số nha các chị gái nha, nu kèm số này. Em lên cái con hồng treo ở trên đi, con hồng treo trên à. Rồi mẫu ca và nặng mấy ạ, bọn em toàn mặc size S thôi chị ạ. Mặc ạ. Rồi coi cổ đồ, còn cổ đồ không bạn? Để em coi còn thì em để báo nhá. Trời ơi, một con dung đen siêu đẹp chưa? Rồi 50kg đổ lại vừa cho em, đẹp xuất sắc chưa? Chị nào nhanh tay thì được con này, comment cho là mã số 07 cho em nha. Mã số 07 cho em ạ, 57kg được quay đầu cho em ạ. Trước cho là mã số 07 cho em nha, đẹp xuất sắc. Mã số 07 cho em, ai lấy comment cho là mã số 07 cho em ạ. Ok chị Kim Duyên nha. Rồi mã số 07 cho em, ai lấy cho nhanh tay cho là mã số 07 nha chị ơi. Mã số 07 siêu đẹp luôn, trời ơi xuất sắc nha. Mã số 07, ai lấy comment cho là mã số 07 cho em ạ. Rồi duy nhất một con màu hồng nha các chị gái nhá. Rồi con này cũng 56 57 kg đổ lại mang vừa nha các chị yêu nha. Rồi cho xem em mã hồng này cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi.
Rồi lên giùm em mã hồng 250k cho em mã hồng, hồng 250 giùm em này. Hồng 250 nhớ chị ơi, hồng 250 ạ, hồng 250. Rồi dung bao nhiêu à, vậy ạ? À, dung dung nó cũng bằng dạ hội thôi chị ơi, 250k nha, dung và dạ hội bằng nhau. Chị có áo dài là em hô giá từng con nha. Rồi con này ạ, size M cho em nha, con này chất đuổi nha, con này chất đuổi có độ co giãn rất là đẹp luôn. Ai lấy con này comment cho em nha. Rồi mã 07 của chị Thoa Trần, mã 07 của chị Thoa Trần, dung đen ạ. Rồi con này cho em nha, chị Thúy Thanh xong mất rồi. Chị nào 50kg đổ lại vừa cho em ạ, hồng cánh tiên cho chị Thí Nguyên. Ai lấy con này comment cho mã vàng cho em nha, tay le siêu cưng luôn. Con này chất đuổi có độ co giãn, lấy cho trên tay Trần mã vàng cho em ạ, 160k. Mã vàng 160 nha chị ơi, đẹp xuất sắc. Vàng 160k cho em, ai lấy comment trả mã vàng cho em nha. Rồi ok chị Hồng Nam, chị được hai con rồi nha. Vàng tay lê này các chị này, 50kg quay đầu cho em nha, 160k. Chốt nhanh tay cho em ạ, vàng đồng nha, 160k siêu đẹp luôn. Rồi 56kg rồi lại nha các chị gái nhá, 56-57kg rồi lại băng vừa cho em mã cam. Mã cam 250, 250k cho em mã cam, cam 250 giùm em ạ, cam 250 ạ. Rồi hồng cánh tiên của chị Ý Nguyên rồi nhá. Rồi mã số 07 em hết rồi chị ơi, mã số 07 em hết rồi nhá. Rồi lên một con tím nè, một con tím cho em ạ, con này size S nha các chị ơi, con tím size S này. Có màu trắng để chị nhé, màu trắng em không có chị ơi, màu trắng em không có rồi. Rồi con này ạ, tím 4 tà cho em nha, tím 3D mà lại còn 4 tà luôn, siêu đẹp nhá. Hàng này mới 100%, hàng cả hàng áo dài dạ hội và tất cả các thứ mới 100% cho em. Nhưng mà bán giá thì như hàng si đúng không các chị? Rồi comment cho em nha. Rồi tím 3D cho em ạ, 4 tà. Size S size M cho em, 48kg quay đầu cho em ạ. Rồi chị Mộng Dưỡng chốt hàng lên số cho em nha, chốt là mã tím cho em nha, hàng 4 tà siêu đẹp luôn. Tím ai lấy comment cho mã tím cho em nha, có đen cho em đợi em một tí nha, để em tìm nha. Rồi mã tím cho em 160k. Tím 160 ý là có đẹp rồi, tím 160k cho em. Chiếc xe mã tím cho em 160k nha, tím 160. Rồi con này chị nào từ 48 tới 56kg mang vừa, 48 tới 56kg mang vừa cho em mã rêu. Mã rêu nha các chị ơi, 250k mã rêu, rêu 250 giùm em ạ. Rêu siêu đẹp luôn, ai lấy comment cho mã rêu này. Rồi tím của chị Mùa Hè Văn nha, chị Mộng Dưỡng chốt mã đỏ, mã vàng lên số điện thoại cho em nha. Chốt mã vàng lên số điện thoại cho em ạ. Rồi lên một em dung cánh tiên này các chị này, duy nhất một em nha. Rồi mã tím hết rồi chị mắt thích cười ơi, tím xịn sao mất rồi, trời ơi đẹp quá. Rồi dung cánh tiên cho em nha, dung cánh tiên này, trời ơi không đẹp không lấy tiền. 56kg quay đầu cho em ạ, chị nào 48-50 cũng ok luôn cho em nha. Rồi duy nhất một con, chị nào nhanh tay thì được nha. Chứ là mã dung cánh tiên cho em, đẹp xuất sắc chưa. Rồi dung cánh tiên cho em nha, 250k đi tiệc bao sang cho các chị luôn. Rồi dung cánh tiên, lấy chứ là mã dung cánh tiên cho em ạ, xuất sắc. Dung cánh tiên cho em 250k, mã dung cánh tiên kèm số điện thoại cho em nha. Dung cánh tiên, chị nào lấy chiếc xe mã dung cánh tiên cho em ạ, duy nhất một con, không có con nào thứ hai luôn. Rồi mã dung đen cánh tiên chị Ngọc Ngọc này. Rồi con này 48kg đổ lên mang vừa nha các chị yêu nha. 48kg đổ lên mang vừa cho giùm em mã đỏ, đỏ 1250, đỏ 250 giùm em nha các chị ơi, đỏ 250 giùm em ạ. Đỏ 250 nha các chị ơi, chị nào cỡ tầm 48kg đổ lên này cho em mã đỏ 250. Rồi mã dung cánh tiên em hết rồi các chị ơi, dung cánh tiên em hết mất rồi. Rồi lên một con màu nâu này. Rồi ok, ok ạ. Chị rất cần ạ. Rồi có gì inbox cho em nha chị ơi, có gì inbox cho em này. Con này size M cho em nha, đẹp chưa, size M này. Họa tiết của nó là cái gì đấy ạ? Hình cái chuột rồi cái gì gì mèo. Mèo chuột con cá gì đó. Rồi lấy comment cho em nha. Rồi mã nâu cho em nha các chị ơi, mã nâu này size S size M mặc vừa cho em nha. Rồi chiếc xe mã nâu cho em ạ, 160k mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. Nâu 160, ai lấy comment cho mã nâu cho em ạ. Nâu của chị Nam Phương, nâu của chị Nam Phương nha. Rồi con này chị nào 48kg rồi lên mang vừa nha các chị ơi, 48kg lên mang vừa này. Rồi lên xem em mã cam nha các chị gái nhá. Rồi cho xem em mã cam này, mã cam bao đẹp nha các chị ơi, chỉ có 250k này, 250k cho đây mã cam, cam 250 xem em này, cam 250 ạ. Rồi hôm nay không like áo dài ạ, à? Em có like áo dài xen kẽ mà các chị, có like cả áo dài xen kẽ nha. Rồi lên một con dung vàng duy nhất này các chị ơi, lên một con dung vàng, vàng đồng duy nhất nha. 56-57kg quay đầu cho em ạ, 56-57kg quay đầu, trời ơi đẹp quá. Nhanh tay chất là mã dung vàng cho em nha, màu vàng đồng cực kỳ trắng da luôn. 56-57kg quay đầu cho em, chất cho em là mã dung vàng này, duy nhất một con nha. Rồi dung vàng cho em, ai lấy comment cho mã dung vàng, chỉ có 250k thôi nha. Lấy chất là mã dung vàng cho em ạ, siêu đẹp, dung vàng nha các chị ơi. Dung vàng, lấy comment cho em duy nhất một bộ dung vàng, lấy comment cho mã dung vàng cho em. Cổ đồ đỏ này, em còn sót cổ đồ đỏ này các chị này, cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn ạ.
Rồi cổ đồ đỏ này các chị này. Con này chị nào mà 46 kg đổ lên ạ. Dương Vàng Ngọc Ánh chốt hàng lên số nha. Mã cam chứ chị Thủy Thanh nha. Rồi 46 kg đổ lên mang vừa nha các chị ơi. 46 kg đổ lên mang vừa cho em mã cổ đồ này. Mã cổ đồ cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho em mã cổ đồ này. 46 kg đổ lên mang vừa cho em mã cổ đồ ba đẹp nha các chị yêu nha. Tôi lên xem em mã cổ đồ. Mã cam của chị Thủy Thanh này. Rồi mã Dương Vàng chị Ngọc Ánh có đơn chưa? Ngọc Ánh có đơn rồi. Rồi ok chúc chị Ngọc Ánh nhá. Rồi con này cho em nha, chị Ý Nguyên xong mất rồi. Rồi 50 kg đổ lạo vừa cho em, đẹp quá, hàng 4 tà nha, hoa nhí xanh. 50 kg đổ lạo vừa, ai lấy chiếc trà mã hoa xanh cho em, mã hoa nhí siêu đẹp luôn. Cổ đổ chất hàng lên số đi các chị ơi, cổ đổ chất hàng lên số cho em nha. Dạ hội đêm 1 cho 2, dạ hội chung là 260k, 250k hết nha. Rồi hàng 4 tà cho em ạ, chiếc trà là mã hoa xanh, đẹp chưa. Hoa xanh cho em 160k, hoa xanh 160k cho em nha. Đây là hoa nhí đây này chị ơi, hoa nhí mà lại còn 4 tà nữa. Rồi 160k chứ là mãi hoa xanh cho em ạ, 160, 50kg quay đầu nha. Hoa xanh 160k cho em nha, 50kg rồi con quay này đầu. Có 100 nha các chị gái nhá, có mút ngực này. Con này chị nào cỡ tầm 55kg đổ lại thôi cho nha. Chị Thủy Thanh dồn đơn nha. 55kg đổ lại mang vừa nha các chị ơi, cho em mã đen. 55kg lại mang vừa cho em mã đen nha các chị gái nhá. Con này không có xẻ tà đâu nha. Rồi lên xem em mã đen, đen nha các chị ơi, cho em mã đen. Cổ đồ em hết rồi chị ơi, cổ đồ có còn con nào không? Cổ đồ em hết rồi nha. Rồi một con zoom rail là các chị nè, một con zoom rail siêu đẹp nha. Rồi zoom rail này sót lại một con này. Chị nào lấy thì comment cho em ạ, cổ đồ con đen thôi bỏng. Rồi con này ạ, chứ trời mã zoom rail cho em ạ, đồng giá 250k nha. Chứ trời mã zoom rail cho em nha, xin chưa còn duy nhất một con zoom rail. Ai lấy comment trời mã zoom rail cho em, 250k mã zoom rail. Chị nào 56kg quay đầu cho em ạ, mã đen chị Tuyền Hà chốt hàng lên số cho em chị ơi. Chốt hàng kèm luôn số điện thoại cho em nha. Lấy comment trả mã zoom rail cho em ạ, chỉ có 250k thôi nha. Nhanh tay chiếc trả mã zoom rail cho em ạ, siêu đẹp. Zoom rail 250 kèm số này. Ai lấy chiếc trả mã zoom rail này, cổ đồ đỏ em hết rồi chị Phạm Hằng ơi. Zoom rail 250. Ai lấy comment cho em nha. Con này chị nào từ 50kg đổ lên mang vừa nha các chị yêu nha. Con này size lớn, nói chung là con này size lớn ạ. 50kg đổ lên mang vừa cho em mã size lớn này. 50kg đổ lên mặc vừa, 50kg đổ lên mang vừa cho em mã size lớn cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho em mã size lớn 250k mã size lớn ạ. Zoom rail của chị Ý Nguyên nha, zoom rail của chị Ý Nguyên này. Váy đen chị ơi, chốt hàng lên số điện thoại nha. Chị Thu Hiền Hiền ơi, chị Phương Ngân ơi, chốt hàng lên số điện thoại cho em nha. Rồi dài trắng cho em size M 50kg đổ lại vừa cho em nha. Rồi dài trắng ạ, chốt hàng mã dài trắng cho em 160k. Chốt hàng kèm luôn số điện thoại cho em nha các chị ơi. Chốt hàng chị nào chốt mã váy đen lên số điện thoại cho em nhá. Rồi lấy comment trả mã dài trắng cho em 50kg quay đầu cho em ạ, 160k. 160k mã dài trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Dài trắng 160 này, đẹp xuất sắc. Dài trắng 160. Ai lấy comment trả mã dài trắng cho em nha các chị ơi. 160k mã dài trắng kèm số điện thoại cho em nha. Dài trắng 160k cho em ạ, dài trắng 160. Rồi một con body ôm, một con body ôm nhá. Mã đen cho chị Tuyền Hà nhá. Con này có cúp ngực, con này có cúp ngực nhá. Chị nào mà cỡ tầm từ 46 á, chị Hoài Bùi ạ. 46 tới 54kg mang đẹp. 46 tới 54kg mang đẹp cho em mã rêu. Mã rêu nhá các chị ơi, cho em mã rêu cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi mã rêu đây em xả các chị 220k nha. Rêu 220 các chị ơi. Rêu 220 và mã trắng em hết rồi nhá. Rêu 220 ạ. Rêu 220k, ai lấy comment cho mã rêu cho em ạ, 220 nha. Rồi lên một em dung đỏ này các chị này, lên một em dung đỏ siêu cưng nha. Rồi con này 56-57kg quay đầu cho em ạ, chốt là mã dung đỏ cho em nha. Rồi dung đỏ cho em ạ, đen nào đây chị Phương Ngân ơi, đen nào đây, con này em đọc mã gì? Rồi ai lấy con này comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã đen của chị Tuyền Hà đưa cho chị xem này. Rồi dung đỏ cho em, ai lấy comment cho em nha. Rồi mã đen của chị Tuyền Hà đây này, đen này em chỉ có một con thôi đúng không? Cái kia là size to. Rồi đây này, à mã size to à, mã size to này, mã size to này, chị nào chị Ngọc Ngọc chốt rồi. Em lấy thấy lấy size lớn à, size lớn dài đen chị Mộc Mộc, size lớn dài đen cho chị Mộc Mộc nhá. Rồi mã đen này chị Tuyền Hà lấy thì ok cho em nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi dạ hội đen này, dạ hội đen chị chốt đúng mã cho em nha chị Trang Trần ơi. Rồi dung đỏ, ai là comment cho mã dung đỏ cho em nha, liên kết như thế này. Dung đỏ cho em 250k mã dung đỏ này. Rồi con này chị nào 56-57kg nó lại mang vừa ạ. 57kg lại mang vừa cho giùm em mã cam. Mã cam 250k cho đây mã cam. Dung đỏ chị Lương Nguyên ạ. 250k cho đây mã cam. Cam 250 giùm em này, mã cam 250 nhá. Rồi cam 250, ai lấy comment cho mã cam cho em ạ, 250k mã cam kèm số nhá. Rồi ok chị Tuyền Hà nhá. Mã cây mặc đi shop ạ. Dạ mã cây mặc, rồi mã cây mặc. Rồi ok rồi em một tí nè.
Rồi cam ai đã comment cho mã cam cho em nha. Trời ơi con này đẹp quá, tay phối nơ nha, siêu đẹp luôn. Rồi dài đỏ nè các chị này. Trời ơi núp bập nha. Chị nào size L quay đầu cho em 52kg đổ lạo vừa. 52kg đổ lạo vừa cho em nha. Rồi 4 tà cho em ạ, tà so le nha. Chính là mã dài đỏ cho em ạ, 160k. Trời ơi dài đỏ tay nơ, cái này siêu tiểu thư luôn. Rồi chị nào nhanh tay thì được con này nha, 160k. Ai lấy comment cho em rồi, dạ hộ tất cả là có xẻ tà chị ơi. Rồi lấy comment cho em là mã dài đỏ cho em nha. Rồi ok chị ạ. Rồi lấy comment cho em mã dài đỏ, các chị đừng quên nghe điện thoại của em thôi. Rồi lấy comment cho em mấy bộ rồi, chị Lương Nguyễn mấy bộ rồi. Rồi lấy comment cho em là mã dài đỏ cho em nha. Size L cho em 52kg đồ lạng vừa cho em ạ. Dài đỏ siêu đẹp luôn, 160k. Chị Lương Nguyên ơi, chị mới được 2 con thôi chị ơi. Một con cam và một con gì? Đen. Dạ hội, một con dạ hội đen và một con dạ hội cam thôi nha chị Lương Nguyên ơi. Hai bộ thôi nha. Lấy comment cho mã dài đỏ này, 160, bộ này siêu đẹp luôn á. Rồi con này 56-57kg lại mang vừa nha các chị ơi. 56-57kg lại mang vừa cho giùm em này. Lên giùm em mã đỏ ngọc nha các chị gái nha, có đính ngọc này. Rồi lên giùm em mã đỏ ngọc nha các chị ơi, cho em mã đỏ ngọc 250k mã đỏ ngọc giùm em. Dài đỏ chị Hương Lê chốt hàng lên số chị ơi, dài đỏ chị Hương Lê chốt hàng lên số cho em nè. Rồi dài đỏ này, dài đỏ để chị Thảo kê nha, mọi người chốt hàng kèm số cho em ạ, không có số điện thoại em bỏ qua nha. Rồi lên một con zoom này, rồi một con zoom siêu đẹp nha, 55kg quay đầu cho em ạ. 55kg quay đầu cho em ạ, ở trên này là phối đá đồng nha. Rồi chốt là mã đá vàng cho em nha các chị ơi, mã đá vàng này. Ai lên comment cho mã đá vàng cho em nha các chị ơi, siêu đẹp. Đá vàng lấy chút trên tay cho là mã đá vàng cho em nha các chị ơi, đá vàng nha. Hai bộ dung với một đầm đen dạ hội mà. Chị ơi chị vừa chị toàn là dạ hội không chứ không có gì. Chị được hai con dạ hội mà, mọi người chốt mọi người nghe kỹ cho em với nha. Rồi hôm nay không có nhiều khách đâu nên không có sợ lộn đâu. Rồi mã đá ngọc cho em đây, rồi giao lên cho chị Lương Nguyên con này. Đây nha chị Lương Nguyên ơi, đây nha, của chị đây ạ. Đây ạ, của chị Lương Nguyên đây nha. Rồi một con là lưới đen nha, dạ hội lưới đen này. Dạ hội lưới đen chị chưa được một bộ dung nào hết nha. Nhiều con các chị chốt nhưng chưa chắc các chị đã được đâu, nên các chị phải nghe kỹ cho em ạ. Đọc tên ai em chốt cho người đó nha. Đây ạ, của chị đây ạ. Một con là dạ hội đen lưới này và một con là cam đất nha. Đây ạ, ok cho em chưa ạ? Rồi mã váy đỏ này, mã váy đỏ chị Thu Hiền Hiền. Ai lấy con này dung đá vàng của chị Liễu Trần nha. Rồi ok ạ, đá vàng của chị Liễu Trần này. Một con body ngắn này, con này em xả các chị 120k luôn. Rồi con này em xả luôn 120k nha các chị yêu nha. 52kg đồ lại mang vừa, 52kg lại mang vừa, 120k cho em ở hồng rút này. Hồng rút 120 nha các chị ơi, hồng rút 120 giùm em này. Hồng rút 120 nha. Rồi áo dài có quần không? Dạ không có quần nha. Các chị muốn lấy thêm quần thì cộng thêm 30k tình quần cho em nha. Rồi còn lấy dạ hội cam đâu, khổ ghê luôn ạ. Dạ hội cam xả ra chị Đương Nguyên. Vậy là chị mới được một con dạ hội đen thôi nha chị ơi. Rồi con này ạ, xanh tay phòng này, 52-53kg đổ lạng vừa cho em nha. Xanh tay phòng 52-53kg đổ lạng vừa. Ai lấy con này comment trả mã xanh tay phòng cho em nha, 52-53kg đổ lạng vừa cho em ạ. Xanh tay phòng, trước cho là mã xanh tay phòng cho em ạ, 150k. Xanh tay phòng nha, 150 nha chị ơi. Xanh tay phòng Ngọc Ngọc 4 dạ hội đen, 1 dung, chờ coi lại. Ai lấy con này comment cho em nha, coi lại của chị Ngọc Ngọc coi. Rồi chính là mã xanh tay phòng cho em, 53kg đổ lạ vừa cho em nha. Xanh tay phòng con này em xả các chị 150k nha, liên kết rất là đẹp luôn. Rồi xanh tay phòng 53kg đổ lạ vừa cho em ạ, 150k kèm số điện thoại cho em nha. Rồi 150k mã xanh tay phòng cho em ạ, 150 nha, đúng chưa? Đúng, con nhạc hội đi. Rồi con này chị nào 57kg đồ lại mang vừa nha các chị ơi. 57kg lại mang vừa cho giùm em mã cam, 250k cho em mã cam nha các chị gái nhá. 250k mã cam. Mẫu không có con này giống nhau cả. Bốn con, tất cả là bốn con hả? Chị ơi. Vậy là chị Ngọc Ngọc ơi, chị được 4 con, trong đó có 3 dạ hội và 1 dung nha chị ơi. Chị được 3 có 4 con và trong đó có 3 con dạ hội 1 dung. Rồi dài xanh 150 của chị Tuyết Mai, dài xanh 150 của chị Tuyết Mai nha. Rồi xanh tay phòng hết rồi chị ơi, xanh tay phòng của chị Tuyết Mai rồi nè. Con này ở dung cam đất cho em nha, siêu đẹp luôn. Rồi nhanh tay chút là mã dung cam cho em nè các chị này, dung cam nha. 56kg quay đầu cho em ạ, màu cam đất rất là sang luôn. Rồi chút là mã dung cam cho em, đẹp chưa các chị ơi, dung cam. Lấy comment là mã dung cam cho em nha. Rồi dung cam cho em ạ, 250k mã dung cam. Rồi dung cam chị không có đen cổ đổ đâu chị ơi. Rồi lại comment cho là mã dung cam cho em chốt hàng cho ai là em đọc tên người đó, các chị cố gắng nghe kỹ cho em nhá. Lời comment cho là mã dung cam cho em, đẹp chưa? Rồi 250k mã dung cam nha. Chị Ngọc Ngọc mới được 3 dạ hội và 1 dung thôi nhá.
Rồi con này chị nào 56 kg rồi chung cam cho chị Lương Nguyên nha. 56 kg lại mang đẹp cho em mã dung đỏ này. Mã dung đỏ 250k cho em mã dung đỏ nha các chị gái nhá. 250k cho em mã dung đỏ 250 giùm em ạ. Dung đỏ 250 nha các chị ơi. Rồi dung cam của chị Lương Nguyên nha. Chốt thêm đi chị ơi, còn rất là nhiều mẫu đẹp này. Rồi dung cam của chị Lương Nguyên này. Rồi dung giống y như dung cam nhưng con này là màu đen cho em nha. Chút cho là mã dung đen cho em ạ. 56 kg quay đầu cho em ạ. Comment cho là mã dung đen cho em đẹp chưa? Rồi chút cho là mã dung đen cho em nha các chị ơi. Dung đen. Lấy comment nhanh tay cho là mã dung đen cho em nha. 250k mã dung đen là các chị ơi. 250 mã dung đen. Ai lấy comment cho là mã dung đen cho em nha. Siêu đẹp luôn, giống y như cái con cam vừa rồi. Chị nào nhanh tay thì chốt này. Giờ dung đen cho em, mỗi mẫu em chỉ có một con thôi nha. Rồi mã dung đỏ 250 là dung đỏ 250 cho chị Mộc Mộc. Dung đỏ 250 của chị Mộc Mộc nha. Dung cam đâu về? Dung cam của chị Lương Nguyên đâu? Rồi chết rồi. Rồi chết rồi. Rồi dung đỏ của chị Mộc Mộc nha. Rồi dung đen ai lấy comment cho mã dung đen này, đỏ kim sa này. Rồi con này chị nào 56 kg đổ lại mang vừa. 56 kg lại mang vừa cho giùm em mã đỏ kim sa. 250k cho em mã đỏ kim sa. Đỏ kim sa 250 giùm em đỏ hai kim, đỏ kim sa 250 ạ. Rồi dung đỏ em hết rồi chị Suri Trần ơi, chị chốt mã khác cho em nha. Trời ơi lên cái con này siêu đẹp luôn. Lên một con này xuất sắc, bao xuất sắc cho mọi người nha. Bao xuất sắc cho mọi người này. Rồi con này một con dung đỏ đôi nha các chị ơi. Một con dung màu đỏ đôi này. Ai lấy comment cho em nha. Rồi chưa đọc mã mà đã có người chốt là không phải đâu chị ạ. Do là mạng của người ta nhanh hơn mạng chị á. Rồi mã dung đen của chị Nhị Hoa nha. Dung đen của chị Nhị Hoa. Rồi con này chính là mã đỏ đôi cho em ạ. À. Xuất sắc chưa? Rồi đỏ đôi cho em 57kg quay đầu cho em. Comment nhanh tay cho là mã đỏ đôi cho em nha. Rồi xuất sắc mã đỏ đôi này luôn, duy nhất một con nữa thôi. Chị nào nhanh tay thì được này. Đỏ đôi cho em 250k mã đỏ đôi nha. 250k mã đỏ đôi hả? Rồi đỏ đô 250k, ai lấy chiếc xe mã đỏ đô cho em ạ. 250k mã đỏ đô nha. Các chị muốn chắc chắn hàng của các chị không bị nhầm, không bị lộn, các chị cứ inbox qua Messenger cho em, ngày mai nhân viên sẽ gọi điện và chụp lại cho các chị nha. Nên các chị sẽ không bị nhầm về mẫu nha. Lấy cái xe mã đỏ đô cho em, con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn này. Rồi đỏ đô cho em 250k, dung đỏ đô nha, rất là đẹp luôn. Rồi con này chị nào 45kg đổ lại, 55kg đổ lại mang vừa nha các chị yêu nha. 55kg đổ lại mang vừa cho giùm em mã da này. Mã da nha các chị ơi, cho em mã da. Da cực kỳ đẹp luôn ạ, lên giùm em mã da. 55kg lại mang vừa cho giùm em mã da. Rồi da ai lấy comment cho mã da cho em nha. Rồi lên một con tay phồng này các chị này. Lên một con áo dài tay phồng cho em nha. Con này dành cho chị nào 50kg quay đầu cho em ạ. À. Con này size M nha. 50kg tay phồng đỏ rồi quay đầu ạ. À. Đỏ đôi chị Vương Thị Thúy nha. Ai lấy con này comment cho là mã đỏ tay phồng này các chị này. Xinh chưa? Cái hạt đá của nó đính kết nó cũng khác bình thường nha. Lấy comment cho là mã đỏ tay phồng cho em ạ. À. 50kg tay quay đầu cho em ạ. À. Đỏ tay phồng cho em ạ. À. 150k dài đỏ tay phồng giúp em nha. 150k chút cho mã dài đỏ đi. Rồi dài đỏ 150. Ai lấy comment cho mã dài đỏ cho em nha. 150k mã dài đỏ đó các chị này. 50kg đổ lại vừa cho em ạ. À. Dài đỏ 150k cho em, đỏ tay phồng rất là đẹp nha. Dài đỏ 150. Ai lấy comment cho mã dài đỏ cho em nha. 56kg đổ lại mang vừa nha các chị ơi. 56kg lại mang vừa. Cho thêm đi chị ơi. 56kg lại mang vừa cho giùm em mã cam. Mã cam 250k cho em mã cam. Cam 250 giùm em ạ. À. Rồi cam ai lấy comment cho mã cam 250 nha. Rồi mã đỏ tay phồng siêu đẹp chị nào lấy cho em nha. Dài đỏ của chị Thảo Ken dồn đơn ạ. À. Dài đỏ của chị Thảo Ken dồn đơn nha. Rồi một con dài hoa cam này các chị này. Một con dài hoa cam em lấy cái dung rêu ở trên đi. Rồi con này dài hoa cam cho em nha. 50kg đổ lại vừa cho em nha. Con này size S này, trời ơi đẹp quá. Chính là mã hoa cam này các chị ơi, 160k. Mã hoa cam giúp em nha các chị ơi, siêu đẹp 160k. Mã hoa cam kèm số điện thoại cho em nha. Hoa cam 160k, lấy chút nhanh tay cho mã hoa cam cho em ạ. 160k mã hoa cam kèm số cho em nha. Trời ơi con dung đen này đẹp quá. Rồi 160k chính là mã hoa cam cho em nha. Con này đơn giản nhưng mà rất là đẹp nha. Con này chị nào cỡ tầm 55kg đổ lại mang vừa nha các chị ơi. 55kg lại mang vừa cho xin em mã dung rêu này. Dung rêu 250k cho em mã dung rêu nha các chị ơi. 250k cho em mã dung rêu cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. 250k cho em mã dung rêu. Dung rêu đó siêu đẹp luôn nha các chị ơi, đơn giản nhưng mà rất là đẹp nha. Rồi lên một con siêu đẹp nữa nè. Con này ai lấy comment cho là mã dung đen cho em nha các chị ơi. 250k hàng dung em chỉ còn mấy con nữa thôi. Rồi ai lấy comment cho mã dung đen này các chị này. Trời ơi tất cả là bên đính kết như thế này nha. Rồi dung đen 250. Ai lấy comment cho mã dung đen cho em ạ. 250k mã dung đen nha. Áo dài hoa nhí hoặc vai size XL. Ngày mai nha, áo dài 3D ngày mai đi chị ơi. Ngày mai em về một lô nhiều hơn nha. Ai lấy chiếc xe mã dung đen cho em ạ. 250k mã dung đen kèm số điện thoại cho em nha. Con này nó khác, mỗi mẫu nó khác nhau một ít chứ không phải là giống nhau đâu ạ.
ạ. Rồi mã giùm rêu của chị Ý Nguyên nha. Rồi mã giùm đen cho em ạ. Có một con khác nhau. Alo các bạn, mã giùm đen cho em nha. Nó nhiều khi là giống màu nhưng nó sẽ khác đi cái phần liên kết này. Rồi giùm đen 250. Alo chị chào mã giùm đen cho em nha. 50 kg đồ lạ vừa cho em nha. Có áo dài hoa nhí luôn chị ơi. Rồi mã giùm đen cho em ạ, 250k. Con nào đắp mã đi. Con này 55kg đổ lại băng vừa, 55kg lại băng vừa, một con zoom cực kỳ đẹp luôn ạ. 55kg lại băng vừa cho giùm em mã số 10 này. Mã 10 nha các chị ơi, 250k cho em mã 10. Mã 10 250 giùm em này, mã 10 250 nhá. Rồi. Rồi con này cho em nha, size L nè các chị này. Rồi dài đen cho em size L, hoa sen nha, 3D ạ. Ai lấy chiếc xe bãi dài đen cho em ạ, 150k size L, 53kg đổ lạo vừa cho em, 53kg đổ lạo vừa. Ai lấy con này chiếc xe bãi dài đen cho em nha, 150k cho em size L, 53kg đổ lạo vừa cho em ạ. Chiếc xe là mã dài đen nha các chị ơi, dài đen nha. Con này là nó kiểu là hoa 3D này, nó đính cả xanh rồi này kia, nói chung là. Rồi ai lấy comment cho em nha, nó phối cả màu đen và màu xanh. Mã số 10 của chị An Trâm. Mã số 10 của chị An Trâm ạ. Rồi mã dung đeo em hết rồi không? Dung đeo em hết rồi nha, để em lên mẫu khác nha. Ai lấy con này comment cho mã dài đen cho em nha. 150k mã dài đen này, 150 mã dài đen ạ. Rồi con này chị nào 55kg đổ lại băng vừa nha các chị ơi. 55kg đổ lại băng vừa cho xem em mã đen ngọc này. Mã đen ngọc nha các chị nhá. Rồi cho xem em mã đen ngọc có đính ngọc này các chị gá. Rồi đây xem em mã đen ngọc, 55kg lại băng vừa cho em mã đen ngọc nha các chị ơi, cho em mã đen ngọc. Rồi con này y chang nha, xả con dung rêu trước cho người khác giúp chị, con chu rêu trước. Rồi ok, rồi xả ra chị con dung trước đó. Rồi con này giống y như con mã số 10 này các chị này, nhưng mà nó là màu đỏ nha. Rồi 55kg quay đầu cho em ạ, trước là mã dung đỏ cho em nè các chị ơi. Rồi mã dung đỏ, ai lấy comment cho mã dung đỏ đen ngọc cho chị Liễu Trần ạ. Rồi ai lấy comment cho em nha, dài đen của chị Đồng Hằng. Dài đen của chị Đồng Hằng nha, 150. Lấy comment cho mã dung đỏ cho em ạ, 250k mã dung đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Dung đỏ này ở trên này nó phối lót rất là đẹp luôn. Lấy comment cho mã dung đỏ cho em ạ, còn duy nhất nha. Ai lấy comment cho mã dung đỏ cho em nha các chị ơi. Dung đỏ 250k, 57kg quay đầu. Rồi con này size to nha, 56kg đồ lại mang vừa nha các chị ơi. 56kg lại mang vừa cho giùm em mã zoom rêu này. Mã zoom rêu nha các chị ơi, cho đây mã zoom rêu. Mã zoom rêu. Rồi lên giùm em mã zoom rêu nha các chị ơi, 250k. Susi Trần có đơn chưa ạ? Mã zoom rêu. Chị Susi Trần cố gắng lên số điện thoại cho em nha. Lúc nãy chị có lên một lần rồi nhưng mà em chưa kịp chụp lại á. Chị lên lại giúp em một lần nữa nha chị ơi. Chị lên lại giúp em một lần nữa nha. Rồi lên một em siêu phẩm này. Em này là giống dạng như gần như cổ đổ luôn. Rồi Susi Trần ok, cảm ơn chị nha. Con này đẹp quá các chị ơi. Nó gần giống như cổ đổ luôn này. Trời ơi đẹp quá. Lấy con này comment cho là mã số 01 cho em nha. 55-57kg quay đầu cho em ạ. Trước là mã số 01 cho em nha. Trời ơi đẹp xuất sắc chưa. Rồi mã số 01 cho em. Ai lấy comment cho là mã số 01 nha. Mã số 01 giúp em ạ. Ai lấy comment cho mã số 01 cho em ạ. Con này xuất sắc luôn. Chị nào nhanh tay thì được con này nhá. Chúc cho là mã số 01 cho em ạ. Con này bao đẹp bao xịn cho mọi người nhá. Rồi mã số 01 ạ. Ai lấy comment cho mã số 01 cho em nha. Xuất sắc. Mã số 01 nhá. Dung rêu chị Lê Nguyệt ạ. Dung rêu của chị Lê Nguyệt nhá. Mã số 01. Ai lấy comment cho mã số 01 cho em nha. Chị mới được một bộ dung thôi chị ơi. Rồi mã dung rêu của chị Lê Nguyệt ạ. Rồi con này chị nào mà cỡ tầm 56kg đổ lại băng vừa, 56kg lại băng vừa cho giùm em mã hồng ngọc này, mã hồng ngọc nha các chị nhá. Rồi lên giùm em mã hồng ngọc cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi, cho em mã hồng ngọc. Rồi mã 01 của chị ạ. Chị Liễu Trần ơi, có gì chị inbox cho em nha chị ơi. Nhắn tin. Rồi có chị inbox cho em ạ, ngày mai nếu mà đơn chị có vẻ là hơi nhiều á, có gì chủ động inbox và nếu mà chuyển khoản thì bên em receipt nha. Rồi mã số 01 này. Con này cho em nha, một con dung đỏ siêu đẹp này, 60kg, nếu mà chị cao là mà ok luôn cho em nha. Ok chị Thi Nguyễn này. Rồi ok chị Thi Nguyễn. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã, rồi mã dung đỏ cho em nha. Đẹp xuất sắc chưa? Dung đỏ cho em 55kg quay đầu ạ. Rồi em ơi dài đen không vừa đâu chị ơi, 65kg làm sao mà vừa. Con này em báo 53kg mà. Ai lấy con này comment cho em ạ, xả con dài đen của chị Đồng Hằng ra. Rồi dung đỏ cho em ạ, 250k mã dung đỏ này, 250 mã dung đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Rồi 250k mã dung đỏ nha, chị ơi siêu đẹp luôn. Dung đỏ 250 nha, dung đỏ 250. Rồi 56kg đổ lại mang vừa nha các chị ơi, một con dung đen cực kỳ đẹp. Dung đỏ của chị Tết Quế Quyên này. Rồi lên giùm em mã dung đen giùm em nha các chị nhá, dung đen giùm em. Rồi cho giùm em mã dung đen 56kg đồ lại mang vừa. 56kg lại mang vừa cho giùm em mã dung đen cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cho giùm em mã dung đen chỉ có 250k này nha. Này của chị Tết Quế Quyên. 250k mã dung đen. Rồi dung đỏ em hết rồi nha, của chị Tết Quế Quyên con dung đỏ đó rồi ạ. Rồi lên một con dung đỏ kiểu khác nha các chị ơi. Con còn trong đó còn đồng con dung đỏ nữa. Rồi dung đỏ của chị Tết Quế Quyên.
Coi hình như con này ở trong còn hay sao. Cái đó của chị Tết có xuyên đấy. Coi còn trong mớ đó có còn con này không phải. Rồi dung tên này chủ chị Thu Hiền Hiền có đơn chưa? Rồi của chị Thu Hiền Hiền. Rồi lên một con đá vàng này các chị này. Lên một con đá vàng siêu đẹp nha. 50 dung đỏ này. Dung đỏ này em cho chị Lê Nguyệt một dung đỏ này của chị Lê Nguyệt một con nha. Dung đỏ em còn một con nha. Chứ chị Liên Lê Nguyệt một con em nhớ vẫn còn một con mà. Rồi dung đỏ của chị Lê Nguyệt luôn ạ. Rồi con này cho em nha các chị ơi. Chú trà mã đá vàng cho em nha. Cưng chưa? Đá vàng. Ai lấy chú trà mã đá vàng cho em ạ. Một con dung đỏ siêu đẹp nha. Tất cả hàng dung bên em là dung ống đứng nha. Rất là dễ mặc luôn. Rồi 55kg quay đầu chú trà mã đá vàng cho em nha. Xuất sắc chưa? Đá vàng. Ai lấy comment trà mã đá vàng cho em ạ. Siêu đẹp kèm số điện thoại cho em nha. Đá vàng giúp em. Ai lấy comment trà mã đá vàng cho em nha. Chốt nhanh tay cho là mã đá vàng kèm số điện thoại này các chị ơi. Đá vàng giúp em nha. Rồi có áo dài size nhỏ hả em? Có nha chị ơi, có nha. Có áo dài size nhỏ luôn chị ơi. Có áo dài size nhỏ luôn ạ. Lấy cho bên trà mã đá vàng cho em nha chị ơi. Đá vàng này. Rồi lên một con dạ hội đen nha. Lên một con dạ hội đen nha. Để cho chị cả áo dài đỏ hoa treo ở đằng sau. Đỏ hoa chị sợ không vừa chị ơi. Con nói size nhỏ lắm, đỏ dâu size rất là nhỏ luôn. Rồi một con dạ hội đen này các chị này. Một con dạ hội đen phối nha. Con này 55kg quay đầu cho em ạ. Dung đen, dung đen của chị Trần Hà. Dung đen nào? Còn dung đen nào không? Không, dung đen này của chị Thu Hiền Hiền. Dung đen em hết rồi nha, từ nay em lên mã khác này các chị ơi. Trời ơi đẹp quá. Rồi một con dạ hội đen siêu đẹp này. Nó phối ở cái phần eo và phần cổ như thế này nha. Xuất sắc chưa? Comment nhanh tay cho là mã số 07 cho em nha các chị ơi. Mã số 07 cho em ạ. Đồng giá 250k nha. Trước cho là mã số 07 cho em nha. Siêu đẹp một con dạ hội này các chị này. Rồi mã số 07 cho em. Ai lấy comment cho mã số 07 cho em nha. Mã số 07 kèm số đẹp điện thoại cho em nha các chị ơi. Mã số 07 này. Rồi em lên cho các chị một con dung này. Trời ơi con này nha, màu cực kỳ lạ luôn. Rồi con này từ nãy giờ duy nhất một con này. Lấy comment cho mã da cho em nha. Rồi mã da cho em ạ. Một con dung màu da 55-57kg quay đầu cho em này. Ờ đẹp chưa? Rồi chứ là mã da cho em nha. Có múc ngực luôn nha các chị ơi. Mã da. Ai lấy comment cho mã da cho em nha. Trời ơi xuất sắc nha. Rồi da phối ngọc vào phần cổ và phần eo nha. Rồi chứ là mã dung da cho em nha các chị ơi. Mã dung da này. Cho chị áo dài xay lá sau. Rồi lấy comment cho mã dung da cho em nha. Dung da kèm số điện thoại cho em nè. Xuất sắc chưa? Ai lấy comment cho mã dung da. Xem áo dài tí mà. Rồi ok đợi em một tí nè. Rồi lấy comment cho mã da này các chị này. Mã da cho em nha. 250k mã da. Ai lấy cho mã da 250 nha. Da 250 ạ. Rồi ngày mai em nói chung là tí nữa em sẽ lên một ít nha. Em sẽ lên một ít thôi. Tại vì ngày mai em mới về. Chủ yếu là mai em về áo dài với nhiều. Cảm ơn chị Hoa muốn biển nha. Rồi một con đỏ đô này. Một con dung đỏ đô này các chị này. 57kg quay đầu cho em. Chứ là mã đỏ đô nha. Đẹp chưa? Rồi đỏ đô siêu đẹp. Chị nào nhanh tay thì được này các chị ơi. Rồi đỏ đô. Ai lấy comment cho mã đỏ đô cho em nha chị ơi. Đỏ đô, đỏ đô. Đó xuất sắc chưa? Rồi đỏ đô cho em ạ. Chỉ có 250k. Lấy comment cho mã đỏ đô cho em các chị ơi. Đỏ đô, đỏ đô. 250 mã đỏ đô này. Rồi 1m53 mặc được hết nha chị ơi. Nếu mà già các chị cắt ngắn bớt cho em họ. Hoặc là mã da của chị Thoa Trần. Hoặc là có thể là đi dắp cao nha. Đa phần là những cái hàng là các chị phải cao từ 7 phân. Đi dắp cao phải từ 7 phân. Rồi mã da của chị Thoa Trần nha. Đỏ đô rất là đẹp. Chị nào lấy cho em này. 56kg đổ lại mang vừa nha các chị nhá. 56kg đổ lại mang vừa này. Rồi lên xem em mã vàng nha các chị nhá. Cho em mã vàng cực kỳ đẹp luôn ạ. Lên xem em mã vàng nha các chị ơi. Cho em mã vàng. Mã vàng của em ạ. Rồi mã da dung em hết rồi chị ơi. Mã da dung hết mất rồi nha. Da dung này của chị gì đó Thoa Trần rồi nha. Rồi một con cam đất nè. Trời ơi dạ hội cam đất siêu đẹp nha các chị ơi. Nhanh tay chứ cho mã cam đất cho em nha. Nó phối cổ vào phần eo như thế này. 57kg quay đầu ở chất thun thun Mỹ. Đa phần là thun Mỹ và u mì nha. Ai lấy comment cho em nha. Trời ơi cam đất. Chút nhanh tay cho em ạ. Chất vải rất là dày dặn và nặng tay nha. Lấy comment cho mã cam đất cho em ạ. Đỏ đô 250 của chị Mai Hương Trần. Rồi ai lấy comment cho em nha. Mai Hương Trần. Rồi cam đất cho em nè. Xuất sắc chưa? Cam đất xuất sắc. Lấy comment cho mã cam đất cho em ạ. Cam đất cho em nha. 250k mã cam đất cho em ạ. 250k mã cam đất kèm số điện thoại cho em nha chị ơi. Rồi con này chị nào 56kg đổ lại mang vừa. 56kg đổ lại mang vừa cho giùm em mã đỏ. 56kg đổ lại mang vừa lên giùm em mã đỏ 250k này. 250k cho em đỏ đỏ 250. Rồi ai lấy comment cho mã đỏ cho em nha. Rồi lên một con vàng xanh 4 tà này các chị này. Con này size L cho em nha. 52kg đổ lại vừa cho em ạ.
52 kg đổ lại vừa. Trời ơi, đẹp quá, hàng 4 tà luôn. Chúc cho là mã dài xanh cho em nha, 50-52 kg đổ lại vừa cho em ạ. Dài xanh cho em ạ, 160k hàng 4 tà nha. 160k, chúc cho là mã dài xanh cho em ạ, 160k. 52 kg quay đầu cho em ạ, chúc cho là mã dài xanh cho em nha. 160k mã dài xanh nè các chị ơi, 160k. Rồi em xem áo dài, em đang lên áo dài lên cho mọi người nè. Rồi dài xanh 160, ai là thông minh xem mã dài xanh cho em nha. Rồi con này size to 50 kg đổ lên mang vừa nha các chị yêu nha. 50 kg đổ lên mang vừa, con này tới 58 kg luôn nha các chị gái nha. 50 kg đổ lên mang vừa cho xem em mã cam. Do em người nó nhỏ nên là mặt nhìn nó hơi rộng nha các chị gái nha. Rồi lên xem em mã vàng nha các chị ơi, cho em mã vàng. Mã vàng nha các chị nhá. 250k cho em mã vàng, vàng 250. Rồi lên một bộ nha các chị ơi, còn đúng một bộ duy nhất này. Bộ này size M cho em nha các chị ơi, bộ này size M. 50 kg đổ lại vừa cho em ạ, dài size cho chị Hồng Nguyễn nha. Dài size 160 chị Hồng Nguyễn này. Rồi các này ạ, comment cho là mã bộ đỏ cho em size M nha. 50 kg đổ lại vừa cho em. Trời ơi, đẹp quá, nguyên một bộ luôn, cả quần cả áo nha, 180k. Rồi comment cho là mã bộ đỏ cho em size M, 50 kg đổ lại vừa cho em nha. Rồi bộ đỏ 180 còn duy nhất một bộ, chị nào lấy số cho em này. Rồi bộ đỏ 180, ai lấy comment cho em nha, con này đẹp quá. Bộ đỏ 180, ai lấy comment cho mã bộ đỏ cho em 180k. Rồi con này 55 kg đổ lại mang vừa nha các chị gái nha. 55 kg lại mang vừa cho giùm em mã đen. Mã đen nha các chị ơi, cho giùm em mã đen 250k mã đen cho em này. 250k cho em mã đen, đen 250. Bộ đỏ của chị Tết Quế Quyên nha, bộ đỏ của chị Tết Quế Quyên ạ. Rồi con này size S này các chị này. Rồi hai nhím 180 em hết rồi nha. Rồi bộ đỏ em hết rồi. Rồi con này size S cho em nha các chị ơi, size S chị nào size S thì chốt nha. Comment cho là mã bộ xanh cho em này các chị này. Rồi bộ xanh cho em nha, 180k. Các chị nhìn giúp em nha. Hàng áo của nó là hàng áo 4 tà, áo 4 tà, hàng chi phong 4 tà. Và cái quần của nó cũng là quần 2 lớp luôn. Các chị thấy không ạ? Quần 2 lớp luôn nha. Rồi chị nào size S chốt cho em tay cho em ạ. Mã bộ xanh cho em ạ, 160k. Mã đen này chị Nguyễn Dung dồn đơn. Ai lấy con này comment cho em nha. Bộ xanh cho em siêu đẹp 180, chị nào size S thì chốt nha. Bộ xanh 180 này, mã bộ đỏ em hết rồi chị Kim Duyên ơi. Rồi còn bộ xanh chị nào size S thì chốt nha. Bộ xanh cho em ạ, quần 2 lớp và áo là áo 4 tà luôn. Rồi áo dài xanh của chị Thảo Kê này, áo dài xanh của chị Thảo Kê nha. Bộ đỏ em hết rồi nha. Bộ xanh hả? Bộ xanh này của chị Thảo Kê. Rồi con này 56 kg đổ lại băng vừa, 56 kg đổ lại băng vừa nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã nu này, mã nu cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi, 250k cho em mã nu. 56 kg đổ lại băng vừa cho xem em mã nu, 250k cho em mã nu, nu 250 ạ. Rồi con này size XL này các chị này, size XL nhá. Rồi bộ size size XL em hết rồi đây này, con này này chị này. Rồi con này chút là mã hoa nhí cho em nha. Mã hoa nhí cho em ạ, size 2XL. Eo 83 đổ lại và vừa cho em ạ, nguyên một bộ nha. Rồi chút là mã hoa nhí xanh cho em này, hàng 4 tà cho em ạ. Rồi chút là mã bộ hoa nhí cho em, bộ hoa nhí cho em ạ, 180k. Bộ hoa nhí 180, eo 83 đổ lại và vừa cho em nha, hàng 4 tà cho em ạ. Comment nhanh tay cho là mã bộ hoa nhí cho em siêu đẹp luôn, 180k. Nó bị sót lại vài bộ thôi chứ hàng này em không có mà bán luôn. Rồi bộ xanh này chị Bích Tiền có lấy chút cho em là mã xanh hoa nhí cho em nha, hàng 4 tà này đẹp chưa? 180k chút là mã xanh hoa nhí cho em ạ. 180 có nguyên cả bộ nha, xanh hoa nhí 180. Rồi con này 56 kg đổ lại mang vừa nha các chị nhá. 56 kg đổ lại mang vừa cho giùm em mã đen. 250k cho em mã đen, đen 250 giùm em ạ. Rồi lên giùm em mã đen, đen 250k cho em mã đen, đen 250 ạ. Rồi chị nào nãy giờ hỏi size to này các chị này, chị nào hỏi size to cho người 60-70kg thì chốt cho em nha. Rồi con này em có size đến 4X và 5X cho em ạ, có eo đến tận 110 luôn nhá. Rồi con này ạ, có em còn size 4X và 5X ạ. Chị nào lấy comment cho em nha. Đỏ chi phong 4 tà cho em ạ, dành cho các chị tầm 65-75kg luôn nhá. Ai lấy cho em nha. Rồi ok chị ạ, ngày mai em sẽ về một lô áo như thế này, dài 3D và hoa nhí mới. Ai lấy comment cho mã đỏ đô cho em có size 4X và size 5X nha. Rồi, dạ hội vàng có ai chốt chưa em? Dạ hội vàng là cái này đúng không chị ơi? Dạ hội vàng là cái vàng này đúng không? Thì đẹp mà, sao chị không chốt? Vàng này đẹp lắm thì em mặc lên cho chị xem nha, vàng đồng nữa. Rồi lấy comment cho mã đỏ đô cho em nha, 260k, con này hàng 4 tà, chi phong 4 tà siêu đẹp này. Mã bộ hoa nhí xanh này, bộ hoa nhí xanh của chị Đồng Hằng này, bộ hoa nhí xanh của chị Đồng Hằng nha. Để mặc lên con vàng đồng này cho chị Tết Quế Quyên xem này, rất là đẹp luôn ạ. Đây nha, em mặc lên cho chị xem cho chị rồi chị ok này. Đẹp lắm, màu vàng đồng chứ không phải là vàng tươi chói gì đâu nha. Rồi con này ạ, cái vai của tụi em nó nhỏ này, trời ơi đẹp quá. Đây nha.
Đây nha chị ơi, rồi đen 250 của chị Hàng Bùi, đen 250 của chị Hàng Bùi. Rồi ok này, ok chị Tuyết Phát Quyên này. Rồi 75kg em 101 cho chị Nguyễn Trâm ơi, em lấy size 5XL cho chị nha. Rồi con này cực kỳ đẹp luôn nha các chị yêu nha. Điểm nhấn là cái phần eo này nó nhu nhu nha các chị này. Con này 55kg đổ lại mang vừa, 55kg lại mang vừa cho xem em mã mã nu nha các chị ơi, cho đây mã nu cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi lên xem em mã nu nha các chị ơi, cho đây mã nu, nu ba đẹp nha mọi người ơi. Rồi em lấy size 5XL cho chị Nguyễn Trâm nha. Size 5X ạ, con này 4X. Để chạm chị size to nhất nè. Rồi ok chị Tết Quốc Quyên ạ, 5XL. Rồi ok chị Nguyễn Trâm nha. Ok chị Nguyễn Trâm ạ. Lâu lâu mới có hàng size to các chị ơi, không có nhiều đâu, không có nhiều đâu. Rồi một con áo này, một cái áo 4 tà cho em ạ. Áo 4 tà nha, áo dài 4 tà size M này các chị này. Rồi dài đỏ cho em nha. Rồi đỏ đô em 101 cho chị Yến Nguyên. Ok chị này, em 101 để em chặn là 5XL luôn. Ai lấy comment cho là mã dài đỏ cho em size M này các chị này, hàng 4 tà nha. Rồi lấy comment cho mã dài đỏ cho em ạ, 160k, dài đỏ 160 nha, chị nào nhanh tay thì được nha, đẹp lắm luôn. Dài đỏ 4 tà 160. Ai lấy cho em mã dài đỏ cho em 160k size M nha chị ơi. Rồi 160k mã dài đỏ cho em ạ, 160 kèm số này. Rồi một con màu cam đất nha các chị gái nhá. Con này chị nào cỡ tầm 55kg đổ lại thôi nha. 55kg đổ lại mang đẹp. Rồi lên giùm em này, cho giùm em mã cam nha các chị ơi. Cho em mã cam. Mã cam nha các chị nhá. Rồi ok chị Yến Nguyên nha. Em lấy 5XL cho chị luôn nha. 56kg có nhiều chị ơi, 56kg có rất là nhiều luôn nha. 56kg có rất là nhiều. Rồi một em cách tân này các chị nè. Rồi dài đỏ dồn đơn cho chị Bích Hồng Hồng Nguyễn nha. Dài đỏ hơi dồn đơn chị Hồng Nguyễn nè. Rồi dài đỏ 160 em hết mất rồi chị Hoài Bùi ơi. Rồi con này cho em nha, siêu đẹp nha. 548kg đồ lạ vừa cho em, con này size S này. 48kg quay đầu nha. Tay là tay gấm và ở trên này là đính ngọc nha. Và hàng là hàng 4 tà luôn cho em ạ. Trước sẽ là mã cách tân nha. Em xả con này vừa giá chỉ có đây em mặc vào cái này. Rồi cách tân cho em 100k. Cách tân này em xả 100k nha. Rồi dài đỏ em hết rồi. Cách tân 100k cho chị nào size S, size S cho em 47kg quay đầu nha. Cách tân 100. Ai là comment cho mã cách tân cho em ạ, 100k của cái việc mà ruy băng đôi là bé hả? Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 50 này, chị nào cỡ tầm từ 50 tới 55kg mang vừa, 50 tới 55kg mang vừa cho em mã dung đỏ 250k, 250k cho em mã dung đỏ, dung đỏ 250 giùm em ạ, dung đỏ 250 nha các chị ơi. Rồi dung đỏ 250, dài đỏ của chị ơi, dài đỏ em hết rồi nha, dài đỏ em hết rồi nha. Rồi cách tân 100, ai lấy comment cho mã cách tân cho em 100k nha. Con này size XL này các chị này, eo 80 đổ lại vừa cho em nha. Xanh ruy băng rất là đẹp luôn. Hàng này shop họ bán 450k, còn nguyên giá ở trong tàng luôn nha. Con này size XL eo 80 đổ lại vừa cho em ạ. Trước là mã xanh lá cho em nha. 220k mã xanh lá, đẹp xuất sắc luôn. Xanh lá 220, theo ruy băng từ trên xuống dưới như thế này. Đẹp chưa các chị ơi? Rồi xanh lá 220, ai lấy chút cho mã xanh lá giúp em nha. 220k mã xanh lá kèm số điện thoại cho em ạ, xanh lá 220. Con này size XL eo 80 đổ lại vừa cho em ạ, chút cho là mã xanh lá. Bây giờ em lên áo dài cho các chị nha. Rồi xanh lá 220 ạ. Ai lấy comment cho mã xanh lá cho em 220k nha. Rồi con này cũng size XL luôn nha các chị gái nha. Cách tân trắng này lên giúp em ạ, cách tân trắng nhá. Rồi cách tân trắng em xả luôn 120k. Ai lấy comment cho mã cách tân trắng cho em 120. Cách tân trắng 120 giúp em này, size XL eo 80 đổ lại nhá. Cho em mã cách tân trắng, cách tân trắng 120. Rồi một con áo dài size bờ này các chị này, nu ngọc này, đính kết ngọc từ trên xuống dưới như thế này toàn bộ nha. Và hàng nó là hàng 4 tà cho em ạ, hàng lưới 4 tà nha. Con này size M cho em ạ, chút cho mã nu ngọc cho em nha. Size M mã nu ngọc này xinh chưa. Rồi chút nhanh tay cho mã nu ngọc, hôm nay em xả con này sập sàn với giá 180k. Rồi nu ngọc 180, ai lấy comment cho mã nu ngọc cho em nha. 180k dành cho các chị size M, 50kg đổ lại vừa cho em ạ. Chút cho mã nu ngọc này, hàng 4 tà đính ngọc từ trước ra sau như thế này luôn. Rồi 180k chút cho mã nu ngọc giúp em, 180k kèm số điện thoại cho em nha. Nu ngọc 180 ạ. Ai lấy comment cho mã nu ngọc cho em 180k nha. Rồi con này size M nha các chị gái nhá, size M này, họa tiết là theo này, theo cánh chim nha các chị gái nhá, theo cánh chim này, có đính ngọc luôn nha các chị yêu nha. Rồi chị nào mặc size M lên xem em mã đen, đen size M nha các chị ơi, đen size M cho em ạ, đen size M nha các chị ơi. Mã xanh lá cho chị Minh Thu Book nha, xanh lá chị Phương Ngân có đơn chưa? Rồi con này 4 tà nha các chị nhá, rồi lên xem em mã đen nha các chị ơi, mã đen bao nhiêu? Rồi lên giùm em mã đen xả các chị 220k luôn. 220k mã đen giùm em nha các chị ơi. Rồi đen 220, ai lấy comment cho em nha. Con này size XL này, size lá bên em còn không? Chị Phương Ngân có đơn chưa? Chị
Chị Phương ơi, có đơn chưa ạ? Chưa có đơn thì lên số điện thoại cho em nha. Rồi con này size XL này, các chị này đen chút cho chị Nam Phương dồn đơn 220. Ai lấy con này comment cho là mã hồng sen size XL eo 80 đổ lại một vừa nha. Nua ngọc 180 của chị Hương Vũ nha. Đẹp quá mà ngủ mất tiêu. Ngày mai mới là cực kỳ đẹp, ngày mai mới là ngày hội của sườn xám, rất là nhiều siêu phẩm ạ. Rồi đen em hết rồi nha, đợi em qua mẫu khác, lấy mẫu đen này trên này. Ai lấy con này comment cho em nha, hồng sen này các chị này size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em. Chút nha tay cho là mã hồng sen cho em ạ, con này siêu xuất sắc luôn. Hồng sen này em trả các chị 220k nha, hồng sen Harry Bang 220. Rồi eo 80 đổ lại vừa cho em, lấy comment cho là mã hồng sen giúp em. 220k mã hồng sen nha. Rồi đen này em trước cho chị Nam Phương một con, chị Hồng Nguyễn một con, có chưa? Đấy của chị ai? Chị đó là chị nào? Nam Phương. Rồi trước cho chị Hồng Nguyễn một con nha. Sẽ lấy cho chị Hồng Nguyễn rồi một con. Rồi chị nào nha. Mặc size S thì đen này em còn nha. Rồi ok chị Phương Ngân có đơn ạ. Rồi con này chị nào mặc size S hốt con này giúp em. Con này 4 tà nha các chị gái nhá. Con này 4 tà này, chị nào mặc size S 40-48kg mang vừa ha. 40-48kg mang vừa này. Rồi lên giùm em này, chốt giùm em mã nu nhá các chị nhá. Rồi lên giùm em mã nu cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi, cho em mã nu. Chị nào mặc size S 40-48kg mang vừa lên giùm em mã nu nha các chị ơi. Chốt giùm em mã nu. Rồi lên giùm em mã nu. Nu hàng 4 tài là em xả các chị 130 này, nu 130 nha. 130k cho rồi, em ạ, nu. Chị Phương Ngân, rồi Phương Hà, hôm nay Phương Hương Trần chúc cả sen kìa. Nu 130 giùm em ạ, nu 130 nha các chị ơi. Nu 130k ai lấy comment cho em nha. Rồi lên một con trắng này, một con trắng theo ruy băng này các chị này. Con này cũng là size XL luôn, size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nha. Rồi chị nào nhanh tay chúc cho là mã trắng cho em nha. Hồng sen này em coi còn không nha. Lấy chiếc mã trắng cho em ạ, 220k mã trắng này xuất sắc nha, trắng theo ruy băng ạ. Ai lấy comment cho em nha, đưa áo dài đen của chị Nam Phương đây. Rồi ai lấy comment cho em đây này chị ơi, đây nha. Cho lên số rồi. Đi, chưa có đâu mà. Đây nha, chị Nam Hương có rồi mà. Nam Phương có áo dài rồi. Ai lấy con này nha, đây ạ, đen của chị Nam Phương nha. Rồi lấy chiếc em là mã trắng cho em nha, trắng theo ruy băng này, 220 size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nha. Trắng size XL eo 80 đổ lại một vừa, hoa vàng 150. Rồi con này size XL nha các chị gái nhá, cho em mã vàng 150k cho em mã vàng eo 80 đổ lại nha các chị ơi. Eo 80 đổ lại cho em mã vàng giúp em nha các chị gái nhá. 150k cho em mã vàng 150 giúp em này, vàng rồi, 150. Trắng hồng sen và trắng em trước cho chị Loan Đào bên trang bếp nha. Chị Loan Đào và trên bên trang bếp là hồng sen và trắng này cho chị Loan Đào này. Rồi em còn cả hồng sen và trắng nhá. Rồi lên một con gì đây, lên một con hồng phấn này, lên một con hồng phấn nhá. Chấm lên tương tác lên cho em ạ, trắng của chị Loan Đào luôn. Bên trang bếp là hồng sen của chị Loan Đào. Chốt hàng chắc chắn giúp em nha các chị ơi. Rồi con này cho em nha. Con này là size gì ạ? Size XL luôn này. Size XL ạ. Rồi trắng 220, 56kg mặc vừa không? 56kg chị mặc size 2XL cho em, để em tìm coi còn size 2XL cho em nha. Rồi con này ạ, size XL cho em nha. Rồi eo 80 đổ lại vừa cho em, trước là mã hồng phấn này. Size XL trước là mã hồng phấn cho em ạ. Mã hồng phấn này. Rồi con này chị nào mặc size 4XL luôn nha các chị yêu nha. Con này size 4XL luôn ạ. Rồi lên giùm em mã cách tân cam. Mã cách tân cam giùm em nha các chị yêu nha. Mã cách tân cam. Rồi cho giùm em mã cách tân cam. Cách tân cam con này là... Rồi con này là 120 đi. 120k cho em mã cách tân cam nha các chị ơi. Cách tân cam 120 giùm em ạ. Rồi chị Hồng... đợi em nha. Rồi chị mà lô hồ linh này. Rồi chị mà đây nha chị ơi. Đây nha, theo ruy băng ạ. Con này nó lại tập trung ở phía dưới như thế này, size XL này. Để em mặc lên cho con này cho các chị xem nha. Rồi mã hồng phấn cho chị Lê Nguyệt này. Hồng phấn chị Lê Nguyệt nha. Hồng phấn chị Lê Nguyệt này. Con này là size 2XL nha. Chị nào 57-58kg quay đầu cho em ạ. Eo 83 độ lại nha. Rồi trước là mã trắng cho em ạ, size 2XL này. Trắng 2X này các chị này. Con này nó lại tập trung, nó nằm ở trên thì ít nha, nhưng mà nó nằm ở dưới thì nhiều này. Nằm ở dưới like thì nhiều nha. Hàng lụa Thái siêu đẹp nha. Đến cả cho mọi người xem này. Rồi chị nào lấy thì comment cho là mã trắng size 2X này. Chị M Lo Linh là mặc cái con này là vừa y luôn nha. Chúc cho là mã trắng cho em eo 83 đổ lại nha. Trắng cho em ạ, siêu đẹp luôn. Đây nha. Chúc cho là mã trắng cho em, toàn bộ nó là theo ruy băng, nhưng mà có con nó tập trung ở ngực, có con nó lại tập trung theo ở dưới phía dưới line. Rồi lấy comment cho là mã trắng size 2XL này, trắng size 2XL cho em nha. Trắng 2X này các chị ơi, cách tân xanh 170. Rồi con này em xả luôn cho các chị 170k nha. Có cách tân xanh này, có váy trong nha các chị gái nhá. Con này chị nào mà mặc size S với lại size L đều được nha các chị yêu nha. Size S với lại size L đều được. Rồi lên giùm em mã cách tân xanh. Cách tân xanh 170 giùm em này, cách tân xanh 170 nha. Lên số giùm em đi chị Mờ Lolin ơi.
Rồi ok ạ, ok chị nha, chị ra lấy hay sao ạ? Rồi cái này size M này các chị này, cái này size M cho em nha, size M nha. 50kg đổ lại mặc vừa cho em, 50kg ok cho chị mà lô lên. 50kg đổ lại mặc vừa cho em. À lấy cái này cầm bên nhanh tay cho em nha, rồi mai Bảo Linh mang vào cho. Lấy cho chị là mã xanh cho em nha, mã xanh ngọc này các chị này, xanh ngọc cho em nha. 50kg quay đầu cho em ạ, cầm bên cho là mã xanh ngọc cho em ạ, chỉ có 220k nha. Xanh ngọc 220 ạ. Rồi mã trắng ha, chị Nguyễn Ngọc Tú chút mã trắng nào, có áo học sinh luôn chị ơi, có áo trắng học sinh nha. Lấy cầm bên cho là mã xanh ngọc cho em ạ, 220k mã xanh ngọc cho em. 220k mã xanh ngọc nha, để em tìm áo học sinh cho các chị. Rồi mã xanh ngọc 220 áo học sinh quay đầu vừa thấy đâu. Trong đó. Con này là size 2XL luôn nha các chị gái nhá. Con này là nói chung là nó ghi ở trong áo là size XL nhưng thật chất là size 2XL luôn nha. Con này chị nào mà ở tầm eo 83 đổ lại này, eo 83 đổ lại nha các chị ơi, eo 83 đổ lại cho em mã hồng. Hồng này các chị nhá, rồi cho em mã hồng. Mã hồng giúp em nhá mọi người ơi, cho em mã hồng. Của chị Lê Mai Hoa, cách tân size 170 của chị Lê Mai Hoa nha. Rồi hồng 3D này các chị này 160k. Rồi 160k cho em mã hồng, hồng 160 giúp em ạ. Rồi con này cho em nha. Rồi gửi bé Tâm rồi, ok ok chị ạ. Rồi con này cho em ạ, mặc áo sao không mặc quần cho đẹp ạ? Không phải nãy giờ là em like dạ hội với lại live zoom. Bình thường chị em là áo dài là em phải mặc thêm cái quần nữa. Rồi con này cho em nha, đẹp chưa? Rồi con này cho em ạ, áo học sinh nha chị ơi, hàng lụa rất là đẹp luôn, áo học sinh nha. Mã hồng cho chị Trương Thu Thủy ạ. Áo học sinh cho em có size M, size L và size XL, có 3 size cho các chị lựa chọn nha. Size M, size L và size XL cho em ạ. Rồi ai lấy comment cho em là mã trắng 130 cho em nha. Trắng học sinh này, cổ 2 phân này rất là đẹp luôn, không cần học sinh, các chị mặc cũng ok luôn cho em nha. Hàng mới 100% em vừa khui việc ra. Rồi 130k, ai lấy comment cho em mã trắng 130 cho em, size M, size L, size XL cho em. Có 3 size cho các chị lựa chọn ạ. Con em đang mặc là size L nhá. Lấy chiếc xe mã trắng 130 kèm size này, trắng 130k kèm size cho em nha. Rồi con này chị nào mà cỡ tầm mặc size S nha các chị gái nhá. Con này chị nào mặc size S lên giùm em mã cách tân này, mã cách tân nha các chị ơi, cho em mã cách tân này. Rồi trắng size gì chị ơi, trắng size gì ạ? Hồng 160 em hết rồi chị ơi. Rồi lên xem em mã cách tân nha các chị ơi, cho em mã cách tân cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ha. Rồi cách tân ai lấy trắng size XL, tìm trắng cho chị đi Linh, chị Tâm, trắng ở trong này này. Mấy con nó hôm qua có một cái bịch đó. À, bịch bình dân á, của bình dân. Bịch trắng trắng nó coi nó nằm lộn ở đâu ấy, đó. Rồi coi coi còn không XL. Rồi trắng size XL này, coi coi còn size gì. Trắng XL cho phút sau như một đây. Trắng XL cho chị Bích Tiến này, cho chị phút sau như một này. Ôi chết, L, XL rồi còn M là phút sau như một đi. L, M. Rồi em còn size L và size M nha, em còn size L và size M ạ. Chị nào lấy chút cho em nha, size L và size M nha. Rồi xanh cô ba này em có size 3X, 4X và 5X nha. Xanh cô ba ạ, có bộ hoa nhí 4 tà không ạ? Bây giờ em hết bộ rồi chị ơi. À là cái bây giờ mã xanh cô ba cho em ạ, hàng chi phong 4 tà siêu đẹp luôn. Con này dành mua tà dành tặng cho các cô các mẹ này. Rồi 3X, 4X và 5X cho em nha. Các chị comment cho em là mã xanh cô ba kèm theo eo cho em để em lấy nha. Rồi dành cho các chị từ 60kg đến 75kg luôn nha chị ơi, từ 60kg đến 75kg luôn. Rồi chiếc mã xanh cô ba kèm size đi chị Hà Vũ ơi, kèm size cho em nha. Xanh cô ba này em có size 3X, 4X và 5X nha, 4X và 5X cho em ạ. Kèm số eo cho em, kèm số eo đi để em lấy cho nó dễ nhá. Lấy số eo là chính xác nhất luôn. Lấy comment cho mã xanh cô ba kèm số eo ạ, 260k. Xanh cô ba kèm số eo cho em nha. Rồi ai lấy cho em nha. Xanh cô ba size L thôi, xanh cô ba size L thì chị lấy hàng ở trên này thôi. Rồi một con size to này các chị này, con này size 4XL luôn nha các chị yêu nha. Đây là eo của chị nào mà 100 cũng được nha các chị gái nhá. Con này size 4XL lên giùm em mã cách tân xanh. Mã cách tân xanh luôn nha các chị gái nhá. Một con size to này 120k cho đây mã cách tân xanh. Cách tân xanh 120, cách tân xanh 120 ạ. Đây à, con này à. Rồi size L hả chị, size L đây này chị này. Xanh cô ba này size L này, eo 76-77 cho em nha. Eo 76-77 này. Rồi Nguyễn Ngọc Tú ạ. À. Rồi xanh cô ba trước hàng lên số cho em, chị Nguyễn Ngọc Tú hình như khách cũ phải không? Rồi chị Blue Lê Oanh này, cái này comment cho em nha. Xanh cô ba này size L 200k, trước là mã xanh 200 nha các chị ơi. Xanh 200, ai lấy comment cho mã xanh cho em 200k nha. Rồi xanh 4X này cho chị Blue Lê Oanh này, chị Nguyễn Ngọc Tú trước hàng lên số này chị ơi, 4X này. Lô Lê Anh này. Rồi Nguyễn Ngọc Tú chốt hàng lên số cho em nha các chị ơi, chốt hàng lên số cho em rồi nào. Căn đi Huệ. Hả?
45kg mặc áo học sinh size M chị ơi, size M là mặc ok nhất nha. Rồi cái này size em còn 3X và 5X nữa, 3X, 4X và 5X nha. Rồi cái này size của chị Nguyễn Ngọc Tú, chốt hàng lên số cho em chị ơi, chốt hàng lên số cho em nha. Rồi size 4X này. Size này là size size L. Size size L chị nào lấy comment cho em nha. Size size L này. Ai lấy giúp em ạ? Size size L 200k. Rồi một con cách tân này cực kỳ đẹp luôn nha các chị yêu nha. Con này còn váy ở trong này. Rồi, okay, con này chị nào mặc vừa size S với lại size L đều đẹp nha mọi người nha. Size S với lại size L đều được ạ. Rồi lên cho em ạ, cách tân hồng nhá. 170k, con này em trả luôn các chị 170k. 170k cho em ạ, cách tân hồng. Cách tân hồng 170 cho em ạ, cách tân hồng 170 nha các chị ơi. Cách okay, tân hồng 170. Rồi Lê Mai Hoa xanh 200 cho chị Lê Mai Hoa nha. Eo 90 70kg ok chị em ạ. Xanh rồi 5X nha, 220 ạ. Không có chị ạ, 260 chị Ý Nguyên ơi. Hàng 220 nó đâu có size to vậy đâu. Xanh 5X cho chị Ý Nguyên nha, 260. Thì tự sự luôn các chị không rồi. Cảm bảo các chị không đi đâu mà mua được luôn á. Không ở đâu mua được luôn. Rồi chị Mai Vi ạ, cách tân hồng lên số điện thoại chị ơi. Mai Vi cách tân hồng 170 lên số cho em nha. Rồi cái này là chị Ý Nguyên này, 260k thôi chị ạ. 260 thôi nha. Rồi con này chị nào vừa size S với lại size L đều đẹp nha các chị gái nhá. Size S với lại size L đều đẹp, chốt giùm em mã cách tân vàng. Cách tân vàng giùm em nha các chị gái nhá. 120k này. 120 hả? 120k cho em ạ, cách tân vàng, cách tân vàng 120 giùm em ạ. Cách tân vàng 120 nha các chị ơi, cách tân vàng 120 giùm em này. Đúng rồi, chụp những Ngọc Tú. Ơ, cái đó hai size 5X đó là của chị Ý Nguyên á. 4X của chị Ngọc Tú, 5X của chị Ý Nguyên. Rồi ok ạ, à, ok chị Mai Vi nha. Ok chị Mai Vi này, xanh rêu này các chị này. Xanh rêu này em có 3X, 4X và 5X luôn nha. Xanh rêu nha. Rồi xả xanh cho chị Lê Mai Hoa. Con này xả xanh gì đó cho chị Lê Mai Hoa này. Rồi con này cho em ạ. À. Rồi mã xanh rêu này các chị này. Thấy chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh nha chị ơi. Tất cả hàng đều có bông chân cho em. Và hàng chi phong 4 tà nhá. Các chị lưu ý giúp em nha. Trời ơi hàng này các chị, người lớn mặc thì thôi á. Bao xa luôn cho em ạ. À. Màu xanh rêu mặc rất là trắng da luôn cho em. Rồi em có 3X, 4X và 5X nha. Chốt không hỏi không nói ạ. À. Chị hỏi cái gì đâu ạ. À? Em. Dạ hội đâu? Dạ hội hả? Dạ hội nào? Chị hỏi dạ hội tím. À dạ hội tím thì em lên dạ hội cho chị xem nha. Rồi xanh rêu kèm size 3X, 4X và 5X cho em nha. 260k, xả các chị 260k thôi. Lấy comment cho em ạ. À. Không có mai mốt không có cái hàng size lớn này nữa đâu. Tại vì em ôm được khoảng 20-30 con size lớn thôi. Rồi chúc cho em nha. Cách tân vàng có đủ size cho chị 10 cái ạ. À. Cho chị 10 cái. Cách tân vàng có đủ size. Rồi tự tìm. Nó có size M, size L, SML cho chị ơi, SML em ơi, em bóc đại cho chị nhá. Rồi cái này ạ, à, ai lấy comment cho em nha. Rồi chúc cho em là mã rêu cho em ạ, à, kèm size cho em, rêu kèm size 3X, 4X và 5X nha. Lê Mai Hoa khách quen phải không? Size này mới được. Rồi ai lấy comment cho em ạ, à, mã rêu kèm số cách tân hồng còn cho chị một con ạ. À. Lên dạ hội đi. Rồi màu vàng với màu đỏ ạ. Lấy màu vàng với màu đỏ ạ. Đó. Màu kia phải không? Màu kia ạ. Lấy cho chị một cái hay 10 cái? 10 cái chứ không? 10 cái ạ. À? 10 cái. Reo eo 82, reo eo 82 sợ không có đâu, eo to các chị ơi. 10 cái giống nhau hay sao? Rồi vàng này, nói chung là giống nó tương tự như nhau ấy, giống nhau hết mà. Rồi chúc cho chị 10 cái đi. Đây ạ, à, lấy cái màu vàng đỏ này nè. Lấy màu vàng đỏ như em mặc á. Cái này sao mà cái đó. Thì đó thì lấy lộn xộn size, chỉ có size M và size L là chủ yếu. Rồi mã rêu kèm size cho em nha. Dạ hội có 60kg không? 60kg chị cao 1m6 trở lên là mà ok. Rồi cái này cho em nha. Rồi rêu kèm size cho em nha. Chị ơi rêu kèm size ạ. À? Ai lấy comment cho mã rêu cho em kèm size nha. Chị ơi rêu kèm size, rêu kèm size. À, cho em tím trơn. À, chị ơi cho em tím trơn 55kg ạ. À. Cách tân hồng có váy đen đó. Dạ ok chị, coi còn có cách tân hồng nào không? Cách tân hồng không còn không? Size 2XL cách tân hồng mà còn váy như em hết rồi chị ơi. Bữa chị được mấy con rồi mà. Rồi size rêu bao nhiêu ký vừa, size rêu bao nhiêu ký cũng vừa hết nha. Bi đỏ rồi ok, bi đỏ và trắng dồn đơn nhé chị Bích Tấn Tiến này. Rồi con này cho em nha các chị ơi, rồi trắng dồn đơn. Ai lấy con này comment cho em ạ, à, đỏ đô cho em size XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Ai lấy comment cho em nha. Rồi siêu mã siêu nằm từ tới mã rêu. Mã siêu to hả chị? Chị Dương Hường ơi chốt mã gì kèm số điện thoại lên cho em nha. Rồi size 3X nó phải là eo tầm 90 luôn chị ạ.
6 con à. Ngắn tay ạ, à? Tất cả là ngắn tay ạ. Tay hay cái L. Rồi, con này ai lấy comment cho là mã đỏ đô cho em nhá. Chị ơi 250k. Đỏ đô 250. Ai lấy comment cho mã đỏ đô cho em bằng 250k. Thì mấy con này vỗ được này, đỏ đô 250. Ai lấy chiếc xe mã đỏ đô cho em nha. Rồi ok, chị nói hết rồi. Đỏ đô hết rồi. Rồi con này để có thì em để cho chị nhá. Cách tân hồng vàng size S này, hồng vàng size S cho chị My Nguyễn. Cách tân hồng vàng size S cho chị My Nguyễn nha. Rồi lấy chiếc xe là mã đỏ đô này các chị này, 220k size 2XL nha. Rồi size 2XL này. Rồi rêu 3X cho chị Ngọc Lâm ạ. À. Rồi để em tìm. Rồi con này chị nào mặc vừa từ size S tới lại size M đều đẹp nha các chị gái nhá. Size S tới lại size M đều đẹp ạ. À. Rồi họa tiết là phong cảnh nha mọi người nhá. Họa tiết phong cảnh cực kỳ đẹp luôn ạ. Lên giúp em mã cách tân 120k. 120k cho em mã cách tân 120 giùm em là cực kỳ đẹp luôn nha các chị nhá. Rồi các chị nhìn họa tiết này, họa tiết là phong cảnh nha các chị này. Rồi lên giúp em mã cách tân 120 giùm em. Cách tân 120 nha các chị ơi, cách tân 120 ạ. À. Cho mình 2XL thôi nhé. 2XL không có đâu chị Ngọc Lâm ơi, 2XL không có đâu nhá. Tới 540 chị Dương Hương ơi, chị comment cái gì chị? Mã rêu chị chọn size gì ạ? Eo chị bao nhiêu? Chị comment em không hiểu luôn. Rồi đỏ đâu này, size 2XL cho em có áo cưới hết luôn nha. Nhưng mà hôm nay em like áo dài và dạ hội thôi. Con này 3XL luôn á, eo 90 đổ lại. Con này size 3XL nha các chị ơi. 180k. Rồi con này em xả luôn cho các chị là 180k nha các chị gái nhá. 180k cho em mã hồng ngọc. Hồng ngọc 180 cho em. Cách tân đỏ vàng chị My Nguyễn, chị lấy cả hồng vàng cả lấy đỏ vàng hay sao chị My Nguyễn ơi? Hồng ngọc 180 này các chị này, hồng ngọc 180 giùm em nha các chị gái nhá. Con này size 3XL eo 90 đổ lại luôn nha các chị ơi. Eo 90 đổ lại cho giùm em mã hồng ngọc. Hồng ngọc 180 giùm em này, hồng ngọc 180 nhá. Tuấn Xoan anh chốt có nhiều rồi. Hả? Tuấn Xoan. Tuấn Xoan thấy chị không, em mà chốt lại không được ạ. À? Là giờ bây giờ em mới thấy chị luôn á. Bây giờ em mới thấy chị luôn. Đây này, mã gì đây này? Cái tan đỏ vàng gì con gì? Con sai gì đó. Rồi em lên một con tím nè các chị này. Con này sai lòi nè các chị gái nhá. Có không chị? Rêu 3X có không chị? Rêu hiện tại em chỉ còn 4X và 5X thôi. Con này size L, M đều đẹp nha các chị yêu nha. Size L, M đều được ạ. À. Rồi lên xem em mã tím ạ. À. Mã tím nha các chị ơi, cho em mã tím cực kỳ đẹp con này các chị này. Rồi lên xem em mã tím nha mọi người ơi, cho em mã tím này, mã tím bao nhiêu chị? Mã tím ạ. À. Không có rồi. Mã tím phải 150 đi. 150k em xả luôn cho các chị là 150k cho em mã tím, tím 150 giùm em ạ. À. Rồi em lên một con hoa này, hoa đen nha các chị ơi, con này hoa đen này. Rồi chị nào mặc size S thì hốt con này giùm em nha. Chị nào mặc size S hốt con này giùm em cho em mã đen. Vàng đỏ. Mã hoa này. Đen này các chị này. Chị nào 40 từ 48 ký mang vừa. 40 48 ký mang vừa cho giùm em mã hoa đen. 40 48 ký mang vừa lên giùm em mã hoa đen nha các chị ơi. 40 48 ký mang vừa mã hoa đen giùm em này. 150k cho em mã hoa đen nha các chị ơi. Con này em xả luôn cho các chị 150k. 150k cho em mã hoa đen. Hoa đen 150 giùm em ạ. Bảo là chị Hân Trần Gia trong xã mà phải không? Hân Trần Gia hả? Phải không? Em coi coi. Em cũng quen Hân Trần Gia. Chị Hân Trần Gia có phải chị ở trong xã không chị ơi? Treo 5X với mới đi chợ rồi. Ok chị nha. Còn xanh này. Thế à? Chị Hân Trần Giang có phải chị ở trong xã, hình như hôm qua chị mới chốt sườn xám hay sao á. Hôm qua khi chị mới chốt sườn xám á. Đây là rêu này chị Nguyên ơi, rêu em có 4X, 5X luôn nè. Rồi rêu em có một rêu và một vô nữa, nói chung em có 4 màu size to thôi nha. Nói chung hàng chi phong 4 tà có bông chân luôn. Đây nha chị ơi, mã rêu rồi ạ. Chốt thì comment cho là mã rêu cho em ạ. Chị Hân Trần Giang chị ở đâu ạ? À? Chị ở đâu? Đã hôm bữa chị thấy comment là đưa bé Tâm không về cho chị. Không 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 mượn ơi. Rồi lấy comment cho em nha, mã rêu này kèm size cho em ạ. Rêu kèm size này. Rồi con này chị nào mà cỡ tầm từ 40 từ 48 ký mang vừa, 40 48 ký mang vừa cho em mã xanh nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã xanh này. Nhưng mà gọi điện cho chị không được chị ơi, gọi điện cho chị không được ấy. Rồi con này 4 tà này các chị này. Rồi lên xem em mã xanh nha các chị ơi, cho em mã xanh 160k cho em mã xanh, xanh 160 giúp em. Xanh 160 ạ. Không.
Không. Rồi cái này nè các chị ơi, màu bơ nha. Màu bơ này em cũng có size lớn nè. Là cho là em có màu rêu, màu bơ, màu xanh coban và màu đỏ đô. Size 4X, 5X. Bây giờ hiện tại em chỉ còn size 4X và 5X thôi nha. Nói chung là dành cho các chị 5X như cơ chị nào mà eo đến 101 cũng được luôn, 75kg ok luôn cho em nha. Rồi, ok chị ạ, ok chị. Rồi lại comment cho em nha. Rồi chính là mã bơ này các chị này. Bơ size kèm size. Rồi một con kích tân này các chị này. Con này chị nào cỡ tầm 52kg đổ lại mang vừa. 52kg lại mang vừa nha các chị ơi. Cho giùm em mã kích tân hồng. Kích tân hồng nha các chị ơi, kích tân hồng. Kích tân hồng giùm em này. 100k em xả luôn cho các chị, 100k cho em ạ. Cách tân hồng, cách tân hồng 100k nha chị ơi. Bơ 5X cho chị Ý Nguyên nha, màu bơ cho nó lạ nha. Bơ 5X của chị Ý Nguyên này. 260k thôi. Rồi ok. Trời ơi size to này tự dưng em ôm được mấy chục cá thế chứ, bình thường không có size to luôn á. Rồi mọi người ơi xem thêm cái gì không mọi người ơi? Có xem thêm dạ hội hay xem cái gì nữa không? Xem thêm dạ hội hay xem cái gì nữa không mọi người ơi? Dạ bớt đi, lấy cái đó sọt bỏ vào đi. Rồi con này ạ, lên một con siêu phẩm cho các chị nha. Lên cuối line lên cho các chị một con siêu phẩm nha. Một em siêu phẩm, một em siêu phẩm. Rồi lên một em siêu phẩm size L ạ. Size coban size XL 57kg. Vừa không 57kg chị phải mặc size 2XL. Size 2XL nha. Để tìm em lên nha. Con này là size L này các chị này. Một con siêu phẩm size L nha. 53kg đổ lại vừa cho em ạ. Chốt cho là mã siêu phẩm cho em 280k. Siêu phẩm 280 là các chị nhìn chất lưới của nó này. 280k chốt cho là mã siêu phẩm 280 nha. Chị nào mặc size M, size L mặc vừa ok cho em nha. Chốt cho là mã siêu phẩm cho em ạ. 280k mã siêu phẩm. Siêu phẩm này để cho em để dành đó. Rồi chọn canh đâu? Con canh đâu ạ? Đây. Con canh đây để em lên cho em. Rồi chốt cho là mã siêu phẩm 280k nha. Con này không ai chốt thì mình treo lên nha. 280, ai đã comment cho em nha. Xem màu tím đây chị ơi. Dạ hộ tím hả hay là áo dài tím. Rồi siêu phẩm 280, ai lấy comment cho em. 52kg quay đầu nha. Rồi dạ hộ tím này các chị này, đẹp lắm luôn. Dạ hộ tím nha, siêu xa, siêu đẹp luôn. Ai lấy comment cho em mã dạ hộ tím cho em nha. Chỉ có 250k thôi, trời ơi đẹp chưa. 250k mã dạ hộ tím à. Ai lấy comment cho em dạ hộ kiểu công chúa. Không có, có dạ hộ body thôi. Đây nha, nhúng này. Rồi cái phần nhúng này nó sẽ che cái phần bụng của các chị nha. Rồi nhanh tay chứ là mã dạ hộ tím cho em ạ. Tím canh để cho chị Thanh Nguyễn Quảng Minh này. Tím canh này còn con nào không? Rồi mã bơ 62kg cho Angola Thương. Rồi ok ạ, dạ hộ tím này cho chị Thanh Nguyễn này. Ghi của chị Angola Thương đi để chị chọn size cho. Rồi dạ hộ tím nha. Rồi áo dài size XL đi. Ok này em lên cho chị mấy mẫu nữa này. Rồi Angola Thương đợi tím này, cái đó của chị Thanh Nguyễn. Cái này là xanh bơ cho chị Angola Thương. 62kg à, 62kg mặc 3X hoặc 4X thôi. 4X đi. Rồi ok nha, rồi của chị Angela Phương nha. Rồi mã 280 của chị Tám Hương. Mã 280 của chị Tám Hương, con đó là siêu phẩm em bán 300 mấy thôi. Rồi ok. Rồi các chị muốn lên cái gì nữa không các chị ơi? Mã dài tím à, áo dài tím hả chị? Dài tím à. Dài tím xanh cô ba, chị nào vừa hỏi size 2XL hả? Chị Tuấn Son à, chị Tuấn Son chị hỏi size 2XL chị phải không? Tuấn Son vừa hỏi phải không? Xanh cô ba còn XL không em? Là 2XL à? Đây nha, xanh cô ba 2XL đây ạ, à, em đang sell 200k. Đây size 2XL 200k, có áo 3D 52kg nhiều chị ơi. Áo 3D để đợi em ngày mai nha, ngày mai em lên nhiều cho các chị nha. Rồi eo 83 độ lạng vừa size 2XL này. Ai lấy comment cho mã xanh coban cho em 200k. Xanh coban cho em nha. 200k mã xanh coban này các chị ơi. Xanh coban 200 ạ. Ai lấy comment cho mã xanh coban cho em 200k nha. Size 2XL. Chị nào nhanh tay thì được nha. Em xả 200k. Xanh coban 200. Lấy comment cho mã xanh coban cho em 200k nha. Rồi con này size XL này các chị này. Trời ơi đẹp xuất sắc chưa. Size XL siêu đẹp nha. Con này em xả các chị 300k này. Đẹp lắm luôn. Thôi khỏi, dơ lên cho các chị xem thôi khỏi cần mặc nha. Đẹp lắm luôn này. Rồi chị xem mã Nu 300 size XL eo 80 độ lạo vừa cho em. Size XL eo 80 độ lạo vừa nha. Xuất sắc chưa. Rồi tất cả là đá pha lê xịn cho em ạ. Ok, ok, 200 chị Tuấn Xoan có đơn chưa? Lên số giúp em đi chị ơi. Rồi, dạ hộ đen ạ. Lên dạ hộ đen ạ. Ai lấy comment xem mã 300 cho em ạ. Mã 300 nha. Ai lấy chị xem mã 300 này. Rồi tím này, áo dài tím này. Áo dài tím này em có size gì đây?
Áo dài tí mẹ em có size S này. Em có size S, size L này. Rồi size 2XL luôn cho em nha. Rồi dài tím 200 này các chị này. Dài tím 200 các chị comment size lên cho em nha. Dài tím 200k. Tức là mã dài tím có con nào dài xanh cô ba 66kg. Có mà chị, có nha. Rồi ok ạ, à, Nu có size L không em? Nu đó là size XL. Nói chung size L, XL nó chỉ chênh nhau một tí thôi. Rồi lấy comment cho là mã tím cho em size 2XL này. Rồi tím 2XL nha. Rồi 200k, tím size 2XL 200 này. Rồi mẹ chị 66kg phải không? Chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh ơi. Nói chung là người già họ không thích mà ôm đâu. Chị có thể là lấy 5X nha. Lấy 4X hoặc 5X tùy chị ạ. 4X là nó vừa y luôn ấy. Xanh cô ba này em có 3X nè. Sao nãy ai hỏi không có. Xanh cô ba này em có 3X, 4X và 5X nha. Rồi đây nha chị ơi. Đây em lên mẫu cho chị xem nha. Nói chung là nó tương tự như nhau. Tím dài 2X tím này. Rồi tím dài cho chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh nè. Đây này chị nè, xanh cô ba này. Xanh cô ba này em có 3X, 4X và 5X. Chị nào lấy cái nào thì size gì thì comment cho em nha. Xanh cô ban 4X, 5X, 3X, 4X và 5X nha. Nói chung là tất cả là hàng kết đá xịn sò. Đây nha, 3D ạ. Đây nha. Và ở dưới có bông chân, dưới có bông chân nha. Rồi cái này chút cho em nha. Hàng chi phong 4 tà cho em ạ. Chi phong 4 tà. Ai lấy comment cho em nha. Tím mà đợi em một tí em lên mã tím nha. Rồi thầy lấy 5X cho chị nữa nhé. Rồi ok chị. Nói chung là thường thường người già họ không giống như người trẻ đâu. Họ mặc cho nó phải mặc là rộng rãi, thoải mái họ mới thích. Rồi 5X cho chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh nha. 5X cho chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh nha. Con này à, tím thì em còn size L và size S thôi nha. Tím thì em còn size L này. Chị nào lấy trước cho là mã tím size L cho em nha. 48kg chị mặc rộng nha chị ơi. 48kg chị mặc rộng, chị phải tầm 52kg mặc mới đẹp nha. Rồi size L cho em ạ, trước cho là mã tím size L 200k. Tím size L giúp em 200k mã tím size L nha. 52kg đồ là vừa cho em con này size L này. Rồi ai lấy comment cho em nha. K vừa ok cho em. Ai lấy chút cho em nha. Rồi chút cho là mã tím size L này 200k. Tím size L 200 nha các chị ơi. Tím size L 200. Em chỉ còn màu này thôi, chỉ còn cái này thôi. Tím size L 200k cho em. Ai lấy comment cho mã tím size L 200 này. À con này là 3X 4X nè. Con này là xịn rồi. Rồi tím size L cho em 200k mã tím size L nha các chị ơi. Tím size L 200. Rồi tím size L cho chị Hà Vũ nha. Mà chị thích nhé. Rồi em các chị ơi về tự cắt đi. Tại vì đo rồi con em cắt hụt lên thì rất là tùy luôn. Mà cậu em cũng không có máy cắt. Em cũng không có máy cắt. Rồi ok mà tím size L chị Hà Vũ này. Tím size L chị Hà Vũ. Em còn tím size S này các chị này. Em còn tím size S nha. Tím size S đẹp lắm luôn nha. Rồi mặc màu nu chị xem có dài không. Để em một tí em mặc lên cho các chị xem. Con nó siêu phẩm á, em xót lại thôi. Con này ạ, à, size S cho em nha, 48kg quay đầu cho em ạ. 48 rồi ok, tím size L của chị Hoài Vũ rồi. Hà Vũ, 48kg quay đầu. Ai lấy comment trên là mã tím cho em nha. Tím size S này các chị này. 48kg quay đầu cho em, tím size S 200k. Tím size S 200 nha. Tím size S ạ, à, em ở Đắk Lắk chị ơi. Rồi em ở Đắk Lắk nha. Tím size S 200k. Ai lấy comment trên là mã tím size S cho em 200k nha. Tím size S 200. Xanh này à, xanh này là xanh rêu này. Đó, có cả 3X nè, xanh rêu 3X nè các chị này. Xanh lá, chứ phải xanh lá, xanh rêu á, 3X. Tím size L 300. Rồi, lên cái gì đây, lên cái gì đây. 2XL mà hết rồi chị ơi, 2XL hết rồi nha, hết rồi, hết rồi. Ở lên cái gì cho các chị à. À, mã nu để mặc lên cho các chị này. Nu mặc lên nha. Rồi cái này là size XL các chị ạ. Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Eo 80 đổ lại vừa. Mấy cái con này em mặc phải thật sự rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Đá rất là nhiều. Rồi rất là đẹp nha. Rồi eo 80 đổ lại vừa cho em nha. Rồi chút trà mã nu cho em ạ. Hàng lúa siêu xịn sò luôn 300k. Rồi nu 300. Ai lấy comment trà mã nu cho em 300k mã nu nha. Có áo dài tím 50kg vừa không? 50kg. 50kg chị mặc size L thì ok. Dài tím đó là size gì em? Dài ở tím ở dưới chân đó. Đó thế. À, con này cắt tên à. Rồi lấy comment cho em nha. Rồi nu 300 cho em này. 53kg quay đầu. Nu 300. À lấy comment cho bạn nu cho em 300k nha. Chị lấy 2XL không có chị ơi, hết rồi. Tại vì hàng này nó là lẻ size mà. Còn cái gì em sale cái đó thôi. Bộ màu vàng cao 1m52 nặng 50kg em ơi. Dạ hội màu vàng. Dạ hội màu vàng còn con nào không? Dạ hội vàng em chỉ còn dạ hội màu cam đất với màu nu thôi. Màu vàng em hết rồi. Rồi em thoát like nha mọi người ơi, em thoát like nha. Nu có mờ không? Có mờ không hề? Không có chị ạ. Cái này quá chờ đó.
Nhu không có rồi chị ơi. Nghe mẹ khóc ra chứ lên liền. Ngon lắm. Ngắt rồi nè. Chị xem mã đỏ đi xe XL. Có quần dài tím ạ. À. Nhu 52kg mặc đẹp nha chị ơi. Mặc đẹp luôn. Em nói 53kg đổ lại là 52kg mặc ok cho em. Dạ hội treo lên. Chứ giờ chị xếp vô gì chị nào. Treo á. Dạ. Nhiều không? Còn nhiều không? Khó khó. Không nhiều đâu.